Hello, chào các bạn. Một số bạn bật cam lên cô xem nào. Chắc các bạn không biết hôm nay là sự kiện ngày gì rồi đúng không? Một số bạn vẫn đang join vào đây. Nhưng mà chắc là chương trình của chúng ta sẽ cũng bắt đầu luôn. Các bạn có nghe thấy tiếng cô không? Nghe thấy viết số cộng vật chat cô xem nào. Xem là mạng của cô nó có chập chờn như miền núi không nào. Không á. Tú không nghe thấy giọng cô à? Ok, cảm ơn các bạn. Ok, trước tiên là giới thiệu với các bạn về buổi workshop ngày hôm nay. Workshop hôm nay chúng ta về gì nhỉ? Không thể bật cam á. Nhờ bạn Hoàng, nhờ em chào vô Huyền. Hôm nay thì trong buổi workshop ngày hôm nay có sự góp mặt bởi ba thầy cô. Trước tiên là cô là Ngân CT4. Ở đây có ai lớp cô không nhỉ? Vừa gặp cô chiều nay mới hứng thú giải thuật đó. Thứ hai là cô Huyền được K6. À có à? Và tiếp theo là cô Hằng NT169. Cô Hằng đâu nhỉ? Cô Hằng ơi. Hằng đâu lên tiếng nhỉ? Các bạn có thấy cô Hằng đâu không? Chào các cô. Ok, cô lại đang ăn rồi. Thì hôm nay sự kiện về gì nhỉ? Workshop này về gì? Cam cũng hỏng. Ok, trước tiên là ai xe nhỉ? Cô Huyền xe, cô Hằng xe nhỉ? Hay là mình xe? Cô Hằng Chắc ơi, là bật. em xe trước. Em xe trước cũng được chị Ok. Thế các bạn nói xem là có nhìn thấy màn hình của cô Huyền không nhá? Bởi vì mạng của cô chập chờn đó. Lúc thì nhìn thấy, lúc thì không. Cô Ngân buổi trước hứa đảm bảo Hoàng luôn bật cam mà. Đúng rồi, cô nào không bật cam. Chỉ có điều là cam cô đó ở màn khác thôi. Các em không nhìn thấy đúng không? Alo, các bạn có nhìn thấy màn hình của cô không nhỉ? Recording in progress. Alo, xin chào các bạn. Đợi cô một chút nhé. Cô xe lại. Các bạn mà nhìn thấy màn hình của cô rồi, các bạn vui lòng bấm số 1 giúp cô. Các bạn vui lòng bấm số 1 giúp cô để cô đang không nhìn thấy được ấy. Ok, cảm ơn các bạn. Các bạn theo dõi giúp cô xem cô Hằng có bật cam không nhé. Cô Hằng không bật cam thì kêu cô gọi cô Hằng lên. Lạc trôi đi đâu rồi. Đến lúc sau thì yên tâm, tí nữa cô Hằng cũng sẽ xuất hiện thôi. Thì vừa nãy thì cô Ngân cũng có giới thiệu qua về cái nội dung của buổi hôm nay rồi, đó là chinh phục cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đó thì trong phần này thì chắc chắn rằng là sẽ có những bạn chưa được tiếp cận đến với môn này, tức là chưa học môn này, ví dụ như các bạn đang học ở trong kỳ 3 chẳng hạn. Thế nhưng mà các bạn vẫn có thể tham gia để các bạn thử xem rằng là cái này nó là cái môn gì, nó học cái gì ở đây. Vậy thì những cái từ mà cấu trúc dữ liệu giải thuật nghe nó gọi là môn chuyên ngành đúng không, nghe rất là khó hiểu, nhưng liệu rằng ở đây nó có thực sự là khó cho các bạn hay không? Thì trong buổi hôm nay thì các thầy cô sẽ chia sẻ cho các bạn về hai cái thuật toán tìm kiếm, hai thuật toán liên quan đến sắp xếp và một thuật toán tìm kiếm đường đi. Đó, thì trong buổi hôm nay thì mình sẽ tập trung vào cái vấn đề đó là giải quyết cái việc đó là làm thế nào để cho các bạn hiểu nhất về những cái thuật toán đấy trước đã. Và đến sau đó cô sẽ trình bày trước cho các bạn về cái thuật toán sắp xếp. Sau đó thì cô Hằng sẽ chia sẻ cho các bạn về hai thuật toán tìm kiếm và cô Ngân sẽ chia sẻ cho các bạn về thuật toán tìm kiếm đường đi. Và sau đó thì mình cũng sẽ có một cái phần demo nho nhỏ. Để cho các bạn xem là các bạn đang muốn mình trải nghiệm hoặc là thử sức với phần code của cái thuật toán nào, thì cô Ngân sẽ là người demo cho các bạn thấy cái điều đấy. Rồi thì đầu tiên thì chắc là mình sẽ đặt ra một cái vấn đề liên quan đến cái bài toán sắp xếp. Thì thực ra là nói đến cái bài toán sắp xếp này, các bạn đã làm việc ngay từ lúc mà Java 1 C# 1 rồi đúng không? Ngay từ cái việc mà các bạn đã sắp xếp những cái điều kiện nào đó, một cái thuộc tính nào đó của đối tượng. Ví dụ như là các bạn có những cái bài toán liên quan sắp xếp giảm dần theo giá của sản phẩm, hoặc là các bạn sắp xếp tăng dần theo điểm chẳng hạn. Có đúng không nào? Đấy là những cái bài toán mà các bạn đã làm việc ở ở môn Java 1 C# 1 rồi. Đó, chưa nói đến kể đến cái giai đoạn tiếp theo mà các bạn có làm. Đó thì trong cái thằng này thì mục đích cuối cùng của mình là mình sẽ sắp xếp cho nó thỏa mãn một cái tiêu chuẩn nào đó mình đưa ra. Với các thông tin của nó, có thể là nó là những cái thông tin, ví dụ là nó là con số, ví dụ là int chẳng hạn, hay là kể cả là mình có thể sắp xếp theo tên, đấy là cái mình vẫn có thể sắp xếp được, chứ không nhất thiết rằng là lúc nào cũng phải là số.
Đó, thì tùy thuộc vào mỗi bài toán mình có thể là treo cái thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, đấy là tùy của các bạn, tùy vào đề tài của đề bài của mình. Và để đơn giản cho cái quá trình trình bày cái giải thuật ở trong cái môn này đó, thì chúng ta sẽ tiến hành là dùng cái mảng một chiều để thể hiện và sắp xếp trên cái mảng một chiều đấy luôn. Thì trong cái thằng này thì đối với cái bài toán sắp xếp này, đối với cái bài toán sắp xếp thì mục tức là cái ý tưởng của mình triển khai nó, tức là mình sẽ đi giải quyết hết tất cả những cái cặp nghịch thế ở trong cái dãy A. Thì vì những cái cặp này là gì thì các bạn có thể nhìn cho cô trong hai cái điều kiện ở cái cặp nghịch thế đấy. Thứ nhất là y nhỏ hơn z. Y và z ở đây mình đang nói đến những cái vị trí của các phần tử nằm ở trong cái dãy này. Ví dụ ở đây thì các bạn có thể, đấy là điều kiện thứ nhất. Và điều kiện thứ hai ở đây đó là ai phải lớn hơn az. Thì trong cái thằng này mình sẽ đối chiếu là cái phần tử tại vị trí y lớn hơn phần tử tại vị trí z. Đấy là điều kiện số 2 nhé. Thì mình sẽ nhìn xuống cho cô cái ví dụ để cho nó dễ trực quan hơn cho các bạn. Thì lúc này thì các bạn có thể nhìn thấy là y và z lúc này là gì? Y nó sẽ là bằng bao nhiêu và z bằng bao nhiêu đây các bạn? Hai cái số cô đang chỉ cái mũi tên xuống, hai cái phần cô đang ngoặc lại thì y bằng bao nhiêu và z bằng bao nhiêu? Mình đang đối chiếu hai cái vị trí trước. Ở buổi này có record em nhé, tất cả các buổi đều có record và các bạn nhớ là các bạn feedback vào cuối giờ ấy thì các thầy cô sẽ gửi cái link record cho các bạn nhé. Đó thì trong cái thằng này thì mình đang đối chiếu hai cái phần tử Y34 và Z34. Có đúng không? Có đúng là Y bằng 3 và Z bằng 34 không? Có chắc không các bạn? Có chắc với câu trả lời của mình không? Cô hai có cái của các bạn lúc vừa có chắc chưa? Em có chắc không? Chính xác, nó là index nhé. Nó là vị trí. Nó là vị trí. Vậy thì cái mà cô đang hỏi các bạn đây là Y và Z chứ cô chưa hỏi đến AI và AZ ở đây. Có đúng không? Vậy thì cái A, cái Y và cái Z ở đây thì mình đang tập trung vào hai cái phần tử đầu tiên, đó là phần tử tại vị trí 0 và tại vị trí 1. Và 34 sẽ là cái vị trí Y bằng 0 và ba cái phần tử số 3 kia đó là phần tử tại vị trí Z bằng bằng 1. Đó, thì bây giờ mình đang thấy rằng là cái phần tử tại vị trí AI và AZ của mình là bao nhiêu? Thì lúc này với là cái câu trả lời của các bạn là 3 với cả 34. Mà nhưng mà cái phần trả lời vì nãy hình như không nhầm là các bạn đang trả lời là Y34. Ok, Y34 và Z3. Đó thì lúc đấy là cái phần tử tại vị trí Y, đầu tiên là tại vị trí 0, A0 của cô sẽ bằng 34. Và phần tử tại vị trí tiếp theo của cô đang cần so sánh ở đây, đó là phần tử tại vị trí 1. Đó là AZ. AZ lúc này của cô là A1 bằng 3. Vậy thì cái cặp này tại sao nó được gọi là cặp nghịch thế? Tại vì vị trí của 0 nhỏ hơn 1 đúng không? Vị trí đằng sau đúng không? Vị trí 0 nhỏ hơn 1. Nhưng mà cái phần tử nó lại có cái giá trị lớn hơn. Vậy thì cái vấn đề là mình sẽ phải triệt tiêu cái phần đấy bằng cách là mình có thể phải đảo 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 chỗ xin lỗi squat, tức là đổi chỗ cái phần đó. Thì đấy là một cái ý tưởng trong cái đề tài sắp xếp, miễn là những có cái cặp nghịch thế đây thì mình sẽ phải xử lý hết nó. Vậy thì trong cái bài toán sắp xếp thực tế ra là nó có rất là nhiều những cái thuật toán xoay quanh nó, không chỉ là những cái đề tài, không chỉ là những cái thuật toán mà cô hay là và các cô sẽ giới thiệu cho các bạn ở trong này. Đó thì nó còn rất là nhiều nữa, thì tới cái phần môn cấu trúc dữ liệu giải thuật các bạn sẽ được trải nghiệm. Đó, vậy thì từ đây ra mục đích của cái thằng selection sort, bây giờ cô sẽ giới thiệu trước cho các bạn với là cái thuật toán selection sort, đó là sắp xếp lựa chọn ở đây. Thì cái ý tưởng đây là sắp xếp một mảng bằng cách liên tục tìm các phần tử nhỏ nhất. Và đây là cô đang giả định sao theo cái thứ tự tăng dần trước. Được chưa nào? Tìm ra các phần tử nhỏ, tìm liên tục các phần tử nhỏ nhất và tiến hành đổi chỗ nó. Thì mình sẽ có cái mảng sắp trước khi sắp xếp là 34, 3 và 6 và 10. Đại loại là gì nhỉ? Sau khi mình sắp xếp xong mình sẽ được một cái mảng tăng dần. Còn cái quá trình nó tiến hành như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước từng vòng một để cho nó kỹ hơn. Đó thì bây giờ là ý tưởng mình đang có rồi, mình sẽ đi là gì nhỉ? Tìm liên tục tìm các phần tử nhỏ nhất. Và nếu như mà tìm thấy thì mình sẽ tiến hành đổi chỗ. Đó, vậy thì cái vấn đề bây giờ là mình sẽ triển khai nó như thế nào? Chính xác đây là sắp xếp chọn. Đó thì mình đang đi lựa chọn xem là đâu là cái phần tử nhỏ nhất của mình. Đó mình chọn ra cái phần tử đấy và mình tiến hành đổi chỗ nó. Đó thì đấy là cái thằng selection sort. Tìm số nhỏ nhất và đẩy vị trí index sau đó cộng index lên. Ok thì từ bên mình thử xem cái câu trả lời của các bạn có đúng hay không nhé. Thì mình sẽ thử tiếp tục sang cái một cái ví dụ cụ thể hơn. Phía sau. Đó còn ý tưởng ở đây thì nếu như mà dành thời gian mà đọc thì có vẻ nó hơi dài dòng. Thực tế ra là nếu mà đọc cái này thì dài quá, cô viết cái gì đây, cô viết cái gì đây mà em thấy nó lối rối tung lên đúng không? Thế thì ở đây các bạn, cô sẽ giải thích qua về cái ý tưởng trong cái thuật toán selection sort này cho các bạn. Thì ở đây tại vòng thứ nhất các bạn sẽ đi đi gì đây?
chọn phần tử đúng như cái tên của nó, selection sort đúng không? Thuật toán sắp xếp lựa chọn, sắp xếp chọn đúng không nào? Mình sẽ chọn cái phần tử nhỏ nhất trong cái n phần tử nhá. Đó, và từ chọn từ đâu? Từ 0 cho đến n trừ mấy? Trừ 1, và sau đó mình sẽ hoán vị với phần tử A0. Tức là mình sẽ tìm thấy nếu như nó nhỏ hơn thì mình sẽ thay đổi vị trí của nó. Và tương tự như thế thì nếu như các bạn đọc chi tiết hơn cho cô thì nó sẽ là lặp đi lặp lại cho đến n trừ 1 vòng. Đó, nó rất là nhiều vòng để thực hiện được cái selection này. Để mà nói ra thành từ như thế này nó có vẻ như là nó hơi khó để cho các bạn hình dung. Vậy thì chúng ta sẽ có được một cái đợi một chút, chưa đến ví dụ, nên thời gian đến các thuật toán đã. Rồi còn yên tâm rằng là sau sẽ có slide cho các bạn, thì các bạn đó sẽ đọc kỹ và chi tiết hơn cho cô những cái nội dung như thế. Thì đây là cái thuật toán selection sort của các bạn. Nhìn có vẻ đơn giản, một cái đoạn code khá là ok đúng không? Swap, chính xác, dùng swap em, dùng swap kia. Thì em có thể thấy ngay cái hàm swap cô đang để ở trong cái phần này. Thì swap như thế nào chắc là mình không cần phải detail ra là int tem bằng gì đó nữa đúng không? Thì cái swap này đến thời điểm hiện tại là có nghĩa là tất cả các bạn đều nắm được cái swap này là gì rồi. Đó là đổi chỗ đúng không? Đó. Và trong cái thằng này thì mình có thể giải thích qua cái thuật toán này nhé. Và sau đó thì nếu như các bạn có thời gian thì các bạn sẽ về nhà thử chạy cái phần này cho cô. Còn nếu như cảm thấy rằng hơi lan tan thì phần này tí nữa cứ đòi cô Ngân để mua cho các bạn hết. Yên tâm. Đó. Thì ở trong phần này thì mình đang có một cái thuật toán là mình đang chuyển vào hai tham số, đó là một cái mảng và kích thước. Và trong cái phần này ở sân chơi của Hoàng, Hoàng ở trông chờ cái môn này nhiều lắm. Trương Văn Hoàng lúc nào cũng hỏi về cái môn này luôn. Rất là mong chờ được học môn này. Và trong cái thằng này thì mình đang có ok khởi tạo một số khai báo một số cái biến để sử dụng cho cái công việc gì ở đây. Mình sẽ đọc tiếp cho cô. Thì đối chiếu cho cô cái vòng for ở đây thì mình nhìn qua để cho cái ý tưởng của mình đang triển khai là gì nhá. Đó là vòng for đầu tiên mình sẽ là for i chạy từ 0 cho đến size kích thước trừ 1, size trừ 1. Đúng không nào? Và ở đây thì cái dòng cô đang bôi động ở đây thì chắc chắn là các bạn sẽ phải chú ý cho cô, đó là mình sẽ gán cái vị trí nhỏ nhất đầu tiên nó sẽ bằng i. Và sau đó thì mình sẽ có một cái vòng for thứ hai, nhưng mà cái vòng for này nó sẽ tiến hành chạy từ i cộng 1 cho đến cái size đấy, để mình tiến hành đối chiếu xem rằng là nếu như mà mình tìm thấy cái AG nào mà nó nhỏ hơn cái phần tử tại cái vị trí min mà mình vừa gán vừa nãy thì mình sẽ tiến hành gán lại cái vị trí min, cái vị trí nhỏ nhất đấy bằng cái vị trí gì. Đúng chưa nào? Và sau đó thì mình sẽ tiến hành đổi chỗ. Thì với cái thuật toán này thì nhìn như này, hình dung như thế này có vẻ như là hơi khó. Thì cô sẽ có cho các bạn một cái ví dụ cụ thể hơn. Đó là cô có một cái 2, 4, 6, mấy quả trứng ấy nhỉ? Mắt cô rồi. 2, 4, 6, 8 quả đúng không? 8 quả trứng. Vừa và được đánh số như thế này. Mục đích của cô khi cô cần phải giải quyết được cái bài toán này đó là cô sẽ phải sắp xếp, và cô sẽ giả định là sắp xếp tăng dần luôn cho nó dễ. Dễ dàng cho các bạn. Hack được Facebook không? Hack được Facebook không nhá? Chờ hỏi cô Ngân. Hỏi cô Ngân. Tí cô Ngân giải quyết cho. Rồi, thì bây giờ là mục đích của cô là bây giờ là có 8 cái quả trứng này thì cô sẽ phải sắp xếp như thế nào? Cô sẽ cần phải trải qua những cái bước như nào để cô được một cái chuỗi, một cái dãy được sắp xếp tăng dần, và khi cô cứ sắp xếp được quả nào thì quả trứng đấy được nở ra. Mục đích của cô là như thế. Vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào cái việc sắp xếp. Đó, thì các bạn chú ý cho cô là cô đang có hình minh họa cụ thể hơn cho các bạn thấy rằng là cô cứ tìm thấy cái thằng nào nhỏ nhất là cô sẽ cho nó sắp nở ra đấy. Em thấy các bạn có nhìn thấy cái quả nứt ra không? Các bạn có nhìn thấy cái quả nứt ra ở cái vòng đầu tiên không? Các bạn có nhìn thấy không? Các bạn có nhìn rõ được không nhỉ? Các bạn có nhìn thấy rõ rằng là cái quả trứng nào đang bị nứt ra ở cái dãy đầu tiên không? Đó là quả trứng số mấy? Comment giúp cô. Quả trứng số mấy? Số mấy? Để con trứng sắp nở. Trứng sắp nở, nếu như mà bây giờ cô đang muốn rằng là nó đang sắp nở ra rồi. Nếu như mà đúng là cái đấy thì mình sắp xếp được nó cái nó nở ra luôn. Trời ơi, điêu comment điêu thế nhỉ. Rồi ok, thì nếu mà nhìn vào đây A4. Rồi thì các bạn đang thấy rằng là cô đang cho cái quả trứng số 1 nó sắp nở, tức là sao trong cái vòng đầu tiên y bằng 0. Cô đang tìm đúng không? Cô đang tìm kiếm cô đang tìm thấy cái quả trứng số 1 kia của cô là quả trứng bé nhất rồi. Có đúng không? Còn về cái thuật toán chạy như nào, nếu như mà các bạn chạy
đưa vào code, code Java hay C Sharp hay là C đều được. Nói chung là cái code nào các bạn cũng có thể chạy được thì ở đấy. Thì các bạn sẽ detail cho cô, các bạn lúc mà các bạn có thể in ra cho cô cụ thể hơn sau từng vòng for, các bạn in ra cho cô toàn bộ cái danh sách đấy. Thì các bạn sẽ thấy cái quá trình nó sắp xếp cụ thể ở đây qua từng vòng nó như thế nào. Đó, thì ở đây thì mình sẽ đang tập trung vào cái việc mình hiểu cái thuật toán. Vậy thì trong cái vòng đầu tiên y bằng 0 thì mình sẽ thấy được rằng là cái quả trứng 1 này nó đang bé nhất đây rồi, ta tìm thấy rồi, nó sắp nở rồi. À ok, mình sẽ tiến hành swap nó. Swap là tiến hành làm gì? Swap là từ nãy giờ mình đang nói cái swap này là gì các bạn? Cái swap này thì mình nên tiến hành làm cái gì đấy? Từ nãy giờ, ok, chính xác, hoán đổi vị trí. Rồi, chính xác, hoán đổi vị trí với cái thằng nào? Với cái thằng số 12 có đúng không? Chính là cái thằng đầu tiên của chúng ta, đó là thằng Y0. Chúng ta sẽ tiến hành đổi chỗ của cái thằng quả trứng số 1 kia vào quả trứng số 12. Vậy thì các bạn nhìn cho cô cái dãy xuống bên dưới nhé. Cái dãy số 2 xuống bên dưới, các bạn sẽ thấy rằng là cái vị trí của cái thằng quả trứng số 1 chính là vị trí thứ 4 đúng không? Đó, đến hiện tại nó đã thay thế được rằng là nó bằng một quả trứng số bao nhiêu rồi? 12 rồi. Và quả trứng số 1 của cô đã được đưa về bên trái. Đưa về bên trái, nó được sắp xếp thì nó sẽ được đưa về bên trái đúng không các bạn? Và đã được nở ra. Các bạn lưu ý rằng là những cái phần các thầy cô đang trình bày ở đây, nó sẽ đều trong những cái bộ câu hỏi của các cô ở đây đang sẽ hỏi các bạn ở cuối kỳ. Lưu ý, và cô thấy rằng các bạn đồng chí, mấy một số đồng chí mà đi thi cuối kỳ mà cô chúc tôi được viết, cô Ngân mà yêu cầu viết này, em mô tả cho cô cái thuật toán này là tay tay tim đập chân run luôn các bạn ạ. Viết không viết nổi luôn ý. Nó không nhớ rằng nổi là viết là gì. Có một số bạn là yêu cầu viết lên bảng là cũng không đứng nổi mà viết. Cho nên là lưu ý. Đúng rồi em, vấn đáp mà. Đó, thì đấy là vòng số 2. Nhưng mà đến cái vòng, đấy là mình đã sắp xếp được cái quả trứng 1 rồi. Tiếp tục thì mình đến cái quả số 2 kia. Vòng số Y rồi I, mình sẽ chuyển đến phần tử AI. AI bằng 1. À xin lỗi, Y bằng 1, tại vị trí Y bằng 1. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng, từ cái vị trí Y bằng 1 ở đây thì mình đang thấy rằng, không có cái thằng nào đằng sau cái thằng này nó lại nhỏ hơn cái số 2. Vậy thì chứng tỏ ở bên này, chính nó sẽ là cái thằng nhỏ nhất hiện tại rồi. Nó có cần phải đổi chỗ nữa luôn không? Và thực tế ra nếu như có chạy chăng nữa thì cái swap của nó sẽ đổi chỗ cái gì luôn? Đổi chỗ chính nó. Tức là nó vẫn giữ nguyên cái vị trí đấy. Còn đúng không nào? Vậy thì tới cái vòng Y bằng 1 ở đây thì cái thằng min số 2 kia không thay đổi. Đúng không? Vị trí của nó vẫn giữ nguyên thế. Và đến đây, vì nó không thay đổi cho nên nó nở luôn. Chả cần phải thay đổi cái một cái thằng nào có sự biến động gì ở đây quá nhiều đúng không nào? Và tiếp tục đến khi mình đến cái vòng Y bằng 2 đi. Y bằng 2. Đó thì bây giờ các bạn lại thấy rằng từ 8 cho đến 5 rồi 12, 6, 4, 15 ta lại đi chọn cái thằng nào, cái quả trứng nào nó đang có cái số nhỏ nhất đúng không? Thì cho nó sắp nhập. Có đúng không nào? Vậy thì cái con số 4 kia, quên nhầm, xin lỗi, quả trứng số 4 kia bé nhất rồi, ta lại cho nó sắp nở tiếp, ta lại đi up nó tiếp. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành đảo chỗ tiếp. Vậy thì đến đây thì cái quá trình mình đảo chỗ thì cái thằng số 8 nó sẽ nằm ở cái vị trí của quả trứng số 4 bây giờ. Các bạn có thể nhìn xuống cái dãy số 2 ở bên dưới này. Có thấy không nào? Đó, và quả trứng số 4 đã được đưa lên trên, nở ra rồi. Ok, ngon lành chưa? Nở ra rồi đúng không? Và tương tự như đến cái vòng vừa nãy mình có thể thấy rằng là 5, 12, 6 hay là 8, 15, những quả trứng này, quả nào là bé nhất? Chắc chắn rồi, quả số 5 bé nhất. Và tá chính tại vị trí đấy đâu, kể cả nó swap, nó vẫn đứng nguyên cái vị trí nó. Có đúng không nào? Và tương tự như thế, chúng ta cứ làm liên tục cái quá trình như thế, chúng ta sẽ hiểu rằng là mình cứ khách thằng nào mình nhỏ nhất, mình chọn nó, mình cho nó, mình đi up nó cho nó sắp nở đi. Sắp nở rồi mình đổi chỗ cho nó để nó nở thành quả trứng bên dưới và cái con số 6 của cô cũng đang được nở ra. Có đúng không nào? Và cái tương tự đến cái vòng Y bằng 5 như kia, các bạn có thể thấy rằng là 12 hay là 8 và 15. Ok, thằng 8 kia nhỏ nhất rồi. Mình lại tiến hành swap nó, đổi chỗ nó. Thì lúc này 8 sẽ thay thế vị trí của 12 cho đến cái vòng cuối cùng Y bằng 6. Y bằng 6 thì lúc này rằng là ok, thằng 12 này nó nhỏ hơn 15 rồi, nó vẫn ở nguyên cái vị trí đấy. Và đến cuối cùng chúng ta cũng không cần phải duyệt thêm cái vòng Y bằng 7 tại cái thằng 15 kia nữa đúng không? Bởi vì chúng ta đã chạy đến cái vòng này thì chắc chắn là cái thằng còn lại là cái thằng cao nhất rồi đúng không nào? Vậy thì trải qua bao nhiêu vòng? Theo các bạn từ nãy đến giờ mình đang có tất cả 8 quả trứng đúng không? Mình chạy từ Y bằng 0 cho đến Y bằng 6, vậy là mình đang trải qua tất cả bao nhiêu vòng ở đây mà mình mới được tiến hành đến mình đã có được một cái danh sách, một cái dãy trứng được nở ra như thế này. Các bạn có nhớ rằng là mình đang chạy qua tất cả là bao nhiêu vòng không? 6 vòng. Y bằng 6 mình chạy qua 6 vòng. Nhiều vòng. Đúng là nhiều, nhưng mà bây giờ mình đang cần là bao nhiêu vòng? Có chắc là 6 vòng không? 7 vòng. Y bằng 6 là bằng 6 vòng. Y của cô chạy từ mấy? Y của cô chạy từ mấy? Có phải Y của cô chạy từ 1 đâu, đúng không? Y của cô chạy từ 0.
cô chạy đến y bằng 6, tức là mấy vòng? 7 vòng. Giống như hệt cái định nghĩa của mình nói, có đúng không? Tức là mình sẽ mất n vòng để mình có thể sắp xếp được cái n, xin lỗi, n trừ 1 vòng để mình có thể tiến hành được cái công việc là sắp xếp cái dãy này. Đó, thì với cái quá trình đi thi tới đây thì cũng phải vui vui thôi. Ví dụ cô Ngân hỏi vui đấy, bây giờ cô cho cái dãy này, bây giờ cho cô biết rằng là em cần bao nhiêu vòng em sắp xếp được cái này. Và bây giờ em thử detail kỹ hơn cho cô từng vòng này nó được sắp xếp như thế nào. Đấy là việc các bạn phải cần phải làm. Có đúng không nào? Đó thì vấn đề còn lại là mình không có phải đi ngồi gõ cốt như thế, nhưng mình sẽ phải hiểu cái thuật toán đấy nó sẽ chạy ra làm sao. Có đúng không nào? Đó thì đấy là những cái mà các bạn sẽ phải nhớ được về cái thằng này. Ủa, cô Ngân ác lắm, cô Ngân ác lắm. ok, độ phức tạp của nó cái đấy thì hầu như là Hoàng quan tâm khá là nhiều về cái vấn đề độ phức tạp của nó. Ủa, đau đầu lắm, sợ ông Hoàng lắm, sợ lắm. Đó thì đấy là cái phần liên quan đến cái thuật toán selection sort. Tóm lại là mình cứ thấy thằng nào nhỏ hơn mình đổi chỗ nó, được chưa, và đưa nó lên trên đầu. Đấy là mình đang đi sắp xếp theo cái chiều hướng là sắp xếp tăng dần nhá, được chưa. Ở cô Ngân thì nhất bộ môn ác không? Không, cô Hằng thì nhất bộ môn, cô Hằng thì nhất bộ môn. Sau đó thì cô hiền nhì, rồi đến cô Ngân hiền thứ ba. Ba cô phải có người nhất, người nhì, người ba em ạ. Cô Hằng hiền nhất, lúc nào cô Hằng hiền nhất. Ừ, cô Hằng hiền lắm, cô Hằng hiền hơn. Sau đó đến cô, rồi mới đến cô Ngân. Cô Ngân mới xếp thứ ba thôi em ạ. Ừ, cô nào cũng hiền, bộ môn mình toàn thấy cô hiền thôi. Yêu thương sinh viên là để yêu thương. Ừ, hiểu không? Đó, thì đấy là là cái liên quan đến selection sort. Rồi thì đợi record thì mình sẽ xem lại, và mình sẽ xem lại chi tiết hơn cái này. Còn nếu như mà mình đi sâu quá nhiều thì chắc là cũng không đủ thời gian, bởi vì Nam muốn giới thiệu tiếp cho các bạn về cái thuật toán tiếp theo. Đó là thuật toán bubble sort. Nghe đến cái thuật toán bubble sort này rồi, ok, thuật toán sắp xếp nổi bọt, chắc là nhiều đồng chí cũng bị hỏi mấy cái câu này rồi. Nay học mới sort á? Không biết, chờ xem, đoán xem. Em đoán xem. Mới được một sót thôi đúng không? À, môn này học bao nhiêu lần mới qua á? Không, cái này là quan trọng là em gặp cô Ngân hay là cô Hằng hay là cô Huyền nhá. Em gặp cô nào thôi, hoặc là em gặp thầy Phong nhá. Quick sót á. Quick sót ở trong buổi hôm nay chắc là không không có đâu nhá. Hôm nay mình chỉ có selection sót và bubble sót. Còn lại nếu như mà muốn trông chờ tiếp thì chắc là mình sẽ tiếp tục vào những cái sự kiện tiếp theo thôi. Chứ không bây giờ trong buổi này mà đi hết cũng hơi khó. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại về cái vấn đề là bubble sort là cái gì, cơ chế của bubble sort là gì. Thì ít nhất là định nghĩa thì đã đưa lên đây rồi đúng không, so sánh là một thuật toán sắp xếp mà sẽ với thao tác cơ bản là sẽ so sánh hai phần tử cạnh nhau nếu chưa đúng thứ tự, tức là nếu cho nó chưa đúng cái thứ tự mong muốn của mình tăng dần hoặc giảm dần thì mình sẽ swap nó, tức là mình sẽ tiến hành đổi chỗ. Đúng rồi, chính xác đúng như cái phần các bạn đang trả lời ở đây, đúng cái cơ chế các bạn đang nói rồi. Nó là cứ cạnh nhau thằng nào. Đấy là nếu là thấp hơn thì đứng ở trên. Thì cái thằng này là đang là tùy theo cái cơ chế của mình đang muốn sắp xếp tăng dần hay mình sắp xếp giảm dần nhá. Đó, và cái trong này thì nó có hai cái cách sắp xếp. Thì thực ra là hai cách sắp xếp ở đây thì mình đang hiểu là sắp xếp từ trái sang hoặc sắp xếp từ phải sang là như thế nào. Tức là các bạn sẽ, đây cô sẽ có một cái ví dụ. Ví dụ cô sẽ có cái dãy số vẫn là dãy số như thế này, mà dãy số hơi khác như một tí, vẫn là 8 quả trứng nhưng mà con số hơi khác. Thì bây giờ là cô đang có đây. Đó, như cái phần cô đang nói là có hai cách để sắp xếp để đối chiếu, thì các bạn sẽ thấy rằng là sắp xếp từ trái sang phải, sắp xếp từ phải sang trái nghĩa là thế nào. Bây giờ là cô sẽ đi có hai cách để tiến hành cái bubble sort này, tức là cô sẽ đi đối chiếu các cặp từ bên trái sang, tức là cứ hai cặp một từ đầu đến cuối. Và tiếp tục là có một cái cách nữa là cô sẽ sắp xếp từ phải sang, tức là cô sẽ so sánh từ cuối so sánh thành lên. Vậy thì mục đích cuối cùng của mình thì thực ra là cái của mình thì mình làm cái kiểu nào cũng được, ok chưa nào, chẳng qua là mình đang đối chiếu cặp nào trước, đối chiếu cặp nào sau thôi. Đó thì cái này như nào cũng được. Và trong cái buổi hôm nay thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn sắp xếp từ cuối lên, được không nào? Thì cô sẽ sắp xếp cho các bạn, tức là cô sẽ đi so sánh cho các bạn các cặp từ cuối lên. Đó, còn thực ra là các bạn vẫn có thể là về nhà thử thay đổi xem là đối với cái việc ấy, nhưng mình không sắp xếp từ cuối lên, mình sắp xếp từ đầu xuống, tức là từ bên trái sang bên phải, thì có được hay không. Đó thì các bạn cũng sẽ thử lại cho cô. Còn ví dụ trong cái này thì các bạn đang nhìn thấy rằng là cô đang có các dãy số, một dãy trứng đây, từ 4, 8, 12, 10, 1, 32, 20 và 15. Thì đối với hai cái sắp xếp này nhá, đúng không? Thì đối với cách sắp xếp 1 của cô thì cô sẽ đi so sánh trước hai cái quả trứng đầu tiên. Đó là quả trứng số 4 và quả trứng số 8. Đúng không? À,
À, nhưng mà bên dưới thì cô lại đi so sánh hai cái cặp khác. Đó là cô lại so sánh hai cái cặp từ cuối lên cơ. Cô lại so sánh từ cặp 20 đến 15. Thì vậy hai cái vấn đề này đang nhìn thấy khác nhau. Các bạn thấy hiểu hai vấn đề này không? Và tương tự thì mình cứ làm lần lượt như này nhé. Cái này nó vẫn là bubble sort nhưng mà nó có hai cái cách mà mình có thể triển khai được. Đó. Và đây hai cái cơ chế này đang khác nhau, khác hẳn so với cái thằng selection sort. Vừa nãy selection sort của mình là mình đi lựa chọn xem thằng nào là cái thằng bé hơn và mình sẽ tiến hành swap. Nhưng mà ở đây mình lại đang đi gì? À, mình cứ xem cái thằng nào, à cái thằng nào bên cạnh mình nó không đúng cái mà mình đang cần, không đúng cái thứ tự mình mong muốn thì mình sẽ tiến hành đổi chỗ. Cái thứ tự ở đây mình cô chưa nói là lớn hơn hay nhỏ hơn, nhưng mà nó đúng, chưa đúng cái thứ tự của mình mong muốn thì mình mới tiến hành đổi chỗ. Khác nhau nhá, một thằng thì tìm cái nhỏ hơn và một thằng thì mình đang làm gì? Mình đang đi so sánh hai cái cặp gần nhau. Được chưa nào? Rồi thì ở đây về cái ý tưởng rất là dài nhưng mà vẫn phải detail cho các bạn. Thì chắc là cô sẽ không có thời gian để cô đọc cho cái này, bởi vì cô đang muốn chia sẻ, cô muốn đang muốn đi sâu vào luôn cái phần giới thiệu kia cho các bạn. Đó, để vì còn hai cái thằng viết nhá. Thì ý tưởng của nó vẫn là gì nhỉ? Đi so sánh hai cái cặp gần với nhau. Thì mình nhìn lại cho cô về cái mình đang muốn nói, cô đang muốn nói cho các bạn đó là cô làm từ cuối làm lên. Vậy thì cô sẽ so sánh từ N. Có đúng không nào? Từ vị trí nào? Cô sẽ so sánh từ vị trí, cặp vị trí như thế nào? N và N trừ 1. Có đúng không nào? Có thấy không? Không phải là sai nhá. Nếu như mà các bạn nào mà sắp xếp từ đầu đến cuối mà nhìn sang cái thuật toán, sang cái ý tưởng này của cô mà nói sai là không đúng. Được chưa? Nhớ cho cô hai cái cách khác nhau. Vậy thì đối với cái ý tưởng là mình so sánh từ cuối lên thì mình sẽ so sánh cái cặp đầu tiên. Đó là cặp N và N trừ 1. Và tương tự như thế thì các bạn cứ lùi dần cho cô. Và cho đến khi nào mà mình được cái phần tử nhỏ nhất mình được nổi lên trên cùng. Đây là đang theo cái ý tưởng là sắp xếp tăng dần nhá. Thì đúng như cái ý nghĩa của nó, đó là thuật toán nổi bật cái nào nhỏ hơn mình cho nổi lên trên. Được chưa? Và mình cứ tiến hành liên tục từ phần tử thứ E thứ 2 cho đến thứ N. Vậy thì cái sự khác biệt ở đây so với cái phần selection sort vừa nãy là gì? Thì trong cái thằng này mình cũng đã có thêm một cái thuật toán ở đây, các bạn có thể nhìn thấy. Nhìn thấy ở trong này. Tương tự như cái selection sort, chúng ta cũng sẽ truyền vào hai tham số bao gồm cả một mảng và cái kích thước của mảng đấy. Nhưng mà ở trong này nó lại đang khác một tí, đó là mình sẽ so sánh. Các bạn có nhìn thấy cho cô. Đó, mình sẽ đối chiếu, mình sẽ duyệt một cái vòng từ cuối lên, có nhìn thấy không? Đó là size trừ 1, cái vòng Z ấy, từ size trừ 1 cho đến Z lớn hơn N và Z trừ trừ đi. Và nếu như mà AZ mà nhỏ hơn AZ trừ 1, có thấy không? Có thấy hơi lú không? AZ mà nhỏ hơn AZ trừ 1, tức là cái phần tử giống như vừa nãy, giống như cái đúng như cái ý tưởng mình nói, đó là N và N trừ 1 đúng không? Thì ở đây mình so sánh nếu như AZ và mà nó nhỏ hơn AZ trừ 1 thì mình mới tiến hành đổi chỗ. Có vẻ như cái thuật toán này thì không biết là các bạn có kịp ngẫm hay không? Các bạn có hiện tại là các bạn đang học, có bạn nào học cấu trúc dữ liệu giải thuật thì hiện tại có ổn không các bạn? Link slide có em nhé, tất cả sẽ gửi lại cho các bạn vào cuối giờ ngày hôm nay sau khi các bạn có form feedback, à các bạn có feedback thành công nhé. Cấu trúc dữ liệu có nuốt trôi không các bạn? Hai thuật toán này có hiểu gì không? À, kỳ 3 chưa hiểu gì, kỳ 3 chưa hiểu gì bởi vì lý do là các bạn chưa học cái chơi code cái phần này, nhưng mà các bạn có thể hiểu cho cô cái thuật toán này nó đang vận hành như thế nào thôi. Trước mắt là mình hiểu cái cơ chế của nó như thế nào trước nhé. Rồi ok tốt. Rồi được hay không thì qua môn thì biết ngay. Được chưa nào? Đi thi là biết ngay các bạn ạ. Đi thi là biết hết. Rồi sau đó thì bây giờ là nhìn cho cô. Đợi một chút cái slide. Như cái slide nó không chuyển thì phải. Các bạn đợi một chút, slide của em nó đang hơi lag cô. Có nhìn thấy cái slide quả trứng chưa nhỉ? Rồi ok. Các bạn có nhìn thấy cái slide mấy dãy trứng của cô chưa? Thế rồi cô đang, mạng của cô đang hơi lag, cô không biết. À có, được rồi, ok ạ. Trong cái gần đây, xong rồi nó cứ kiểu gì nhỉ? Bởi cái mạng giờ bây giờ nó cũng hơi chập chờn. Các bạn cố gắng nhìn một chút này, chú ý một chút này. Thì trong cái thằng này, cô lại đang có cái row không ở đây. Nhưng mà các bạn đang thấy hai cái dòng này. Từ từ, nó đang khác nhau. Nhưng hôm nay chị có nhìn thấy cái slide của em không? Em không nhìn thấy luôn ấy. Có nhá, chị có thấy slide không? Em cái phần đổi chỗ Z bằng 7 rồi đấy, Z bằng 6. Nó hiện thị hết rồi. Đâu, hiện thị hết rồi. Đang connecting rồi. Chắc là nhờ chị Ngân xe lại giúp em hết đi. Em máy tính của em connecting rồi, em không nhìn thấy gì. Mấy là của em là slide số, từ để xem bạn là slide số mấy nhỉ? 17 thì phải ạ. 17 à?
Vâng. Đây Vâng, các bạn chờ xíu nhé. Mạng của cô nó đang có vấn đề, nó bị rớt ra ấy. Slide số 17, đúng rồi chị ạ, slide số 17. Các em nhìn thấy rồi. Ở trong cái slide này thì mình đang nói về cái thuật toán liên quan đến bất bù sót, đúng không? Tử giá sắp xếp nổi bọt. Thì các bạn đang chú ý cho cô rằng là cô đang tiến hành đi so sánh các cặp từ cuối so sánh lên. Có thấy không? Nhưng mà ở đây là cô đang đi với vòng đầu tiên, với vòng y bằng 0. Cô đang nói là round y bằng 0 luôn, để cho các bạn nhớ cho cô đây là cái vòng đầu tiên. Nhưng mà trong cái vòng này mình sẽ luôn liên tục đi đối chiếu các cặp từ cuối lên. Thì bây giờ là tại cái vòng đầu tiên các bạn là round y bằng 0, cái y của công bằng 0 của cô màu xanh nó vẫn giữ nguyên, các bạn nhìn thấy không? Nhớ cho cô cái y bằng 0 của cô vẫn giữ nguyên nhé. Đó thì bây giờ là bắt đầu từ cuối lên, từ J bằng 7 cô lộn ngược lại. Thì cô đang thấy rằng là cái thằng 15 này và thằng 20 của cô, thằng 15 bé hơn rồi. Vẫn là cái thằng nào bé hơn ta cho nó nở. Cho nó cái sữa cho nó ấp nó đúng không? Rồi cho nó sắp nở đi, mình đảo chỗ nó và tương tự đến đến cái vòng tiếp theo, cái hàng tiếp theo các bạn có nhìn thấy rằng là tại vị trí J bằng 6 lúc này cái giá trị tại cái AJ bằng 6 nó đã bằng bao nhiêu rồi? 15 rồi. Đúng không? Nó đã được đổi chỗ với cái thằng 20. Và tương tự đến cái vòng đấy thì các bạn đang thấy rằng tại J bằng 6 thì chúng ta lại đi swap tiếp. Xin lỗi, chúng ta lại đi so sánh tiếp 32 và 15. 15 lại nhỏ hơn, chúng ta lại swap. Và bên dưới này dòng dãy thứ ba, các bạn sẽ nhìn thấy ngay vào 35 và 15. Xin lỗi, 32 và 15 đã được đổi chỗ. Có thấy không nào? Với tại cái vòng là J bằng 5 thì tạm thời cô đang bỏ qua vì lý do đó là với cái tại chỗ J bằng 5 ấy, các bạn đang thấy rằng là 1 và 15 nó đúng thứ tự chưa các bạn? Nó đúng chưa? Đúng rồi đúng không? Và mình không cần phải swap. Thế nhưng mà đến J bằng 4 các bạn sẽ nhìn lại cho cô 1 và 10. Ok chưa nào? 1 nó lớn hơn, xin lỗi, 1 nó nhỏ hơn thì chúng ta sẽ tiến hành swap. Đó, nhờ cô Ngân next cho em slide tiếp theo. Rồi thì đến đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ giảm dần liên tục đến cái nó sẽ tiếp tục so sánh đến cái vòng gì nhỉ? Đến cái vị trí là J bằng 3. J bằng 3 tương tự như thế và tương tự là các bạn sẽ giảm dần. Ok, sorry các bạn, tại cái dãy số 2. J bằng 2 nhá, cô đang để nhầm là J bằng 6. Chắc là để em sẽ sửa lại trực tiếp trên slide luôn. J bằng 2. Đó, và đến cuối cùng thì đến tại vị trí Y bằng 0 và J bằng 1 các bạn sẽ đối chiếu lại cho cô nhìn cho cô nhé. Thấy cái J bằng 1 chưa? Đó, 1 và 4. Cái nào bé hơn, một nó nhỏ hơn, đúng không? Thì mình sẽ tiến hành swap. Vẫn là ở lại ở tại cái row không nhé. Được chưa nào? Nhờ cô Ngân cho em cái vòng tiếp theo, slide tiếp theo. Rồi để lúc đấy thì chúng ta đã kết thúc cái row không, tại vì mình đã được swap được cái thằng 1 và 4 rồi, một đã được đưa về đầu rồi, đúng không nào? Đã thành con gà ở đây rồi, đã được nở ra rồi. Thì tiến hành tiếp tục đến row y bằng 1, đúng không? Mình sẽ bắt đầu tại vị trí y bằng 1, các bạn nhìn thấy cái vị trí y bằng 1 được kia chưa? Có thấy 4 kia không nào? Đó, y bằng 1 cô đang có cái màu xanh xanh cô đang giữ nguyên ở đấy. Thì trong cái thằng này nó đang có hai cặp để swap ở đây. Đó là tại J bằng 7. Các bạn nhìn thấy ngày 20 và 32. Nghịch nghịch thế rồi đúng không? Mình sẽ tiến hành swap, đổi chỗ. Và lần lượt mình sẽ giảm dần đến cái cặp J6 và J5. Nhưng mà nó vẫn gì nhỉ? Nó vẫn hợp lệ rồi đúng không? Nhưng mà tiếp tục cho đến mình đến cái vòng J4 đúng không? Các bạn nhìn thấy không nào? J4 và J3. Các bạn thấy ngay là J4 đang nhỏ hơn. Còn đúng không? Tại vị trí J4 cái phần tử cái quả trứng nó nhỏ hơn thì mình sẽ tiến hành swap đổi chỗ. Và tương tự thì đến mình có next dần cho đến về J3 và J2 đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ hợp lệ rồi, thì lúc này sẽ chúng ta sẽ tiến hành sang cái quả trứng số 4 đúng không? Quả trứng số 4 đã được gì? Được nở ra rồi, nó đúng rồi, hợp lệ rồi đúng không nào? Và tiếp tục mình sẽ so sánh đến mình sẽ tiếp tục sang cái round y bằng 2. Với round y bằng 2 này thì nó sẽ tiến hành so sánh tăng cặp tất cả các cặp từ cuối lên. Nhưng mà nó đang thấy rằng các bạn nhìn thấy đối chiếu cho cô. Cặp 30, xin lỗi, cặp 32, 20 đúng. 20, 15 đúng. 15, 12 đúng. 12, 10 vẫn đúng. 10 và 10, 10 và 8 cũng đúng luôn. Vậy thì ở đây mình sẽ giữ nguyên cái dãy như thế này. Đúng không nào? Nhờ cô Ngân next cho em slide tiếp theo. Và tương tự vì cái lý do. Tương tự như thế, các bạn cứ tiếp tục round y bằng 3, round y bằng 4, round y bằng 5. Thì tương lần lượt cái vị trí y bằng 3, y bằng 4, y bằng 5. Tại các vị trí đấy các phần tử đều là những cái phần tử nhỏ nhất rồi. Các quả trứng đấy là 10, 12, 2 và 15. Nó là lần lượt những cái vị trí min, cái giá trị min ở đấy rồi. Có thấy không nào? Nếu như mà bằng nhau thì sao em? Là theo các bạn, nếu như mà bằng nhau thì các bạn thì sẽ làm như thế nào? Có tiến hành đổi chỗ không? Nó có thỏa mãn cái điều kiện của mình trong cái vòng for hay không? Có mình có nhớ rằng là mình vừa nãy có cái thuật toán vừa nãy là mình có cái điều kiện là gì nhỉ? Nếu như mà gì nhỉ?
nếu như mà Aji thế nào? Nếu như các bạn nhớ lại nhá, Aji mà nhỏ hơn Aji trừ mấy? Trừ 1 thì mình mới tiến hành gì? Swap. Tức là nó nhỏ hơn thì mình mới tiến hành đổi chỗ, có đúng không? Vậy thì nếu như em nói như thế, nếu bằng nhau thì nó có đổi chỗ không? Có đúng không nào? Đó thì mình xem lại cái phần, mình nhớ lại cái phần vừa nãy mình vừa có cái phần ý tưởng ở đó đúng không nào? Nếu nhỏ hơn thì mình mới tiến hành đổi chỗ, chứ mình không nói là nếu nhỏ hơn hoặc bằng ở đây. Có đúng không nào? Đó thì đấy là cái trả lời luôn cho em cái câu hỏi vừa nãy rồi. À câu hỏi của em luôn. Đúng chưa nào? Ừ, đúng rồi, không thỏa mãn thì mình bỏ qua. Giống như cái việc ở đây nếu như không thỏa mãn thì mình không cần swap đúng không? Đúng không nào? Vừa nãy các bạn có thể thấy rằng là cô đang bỏ qua khá là nhiều cái vòng gì bằng mấy vừa nãy. Hoặc thậm chí ở đây cũng chăng nữa cô có tiến hành swap không? Cô không cần swap. Đúng không? Bởi vì lúc này là tại vị trí ví dụ y bằng 3, y bằng 4, y bằng 5 thì đấy là những cái vị trí có phần tử, có những kết quả chứng minh rồi. Cô có cần swap không? Cô không cần swap. À bây giờ cô đang đối chiếu các cặp, xin lỗi, cô đang đối chiếu các cặp. Đó thì 30 với 20 nhỏ hơn chưa? 32, à xin lỗi, 20 có nhỏ hơn 32 chưa? Ok rồi đúng không? Thì cần mình sẽ phải swap đúng không nào? Và tương tự mình cứ so sánh từng cặp như thế cho đến khi mà 10 và 12 đi. Có thấy không nào? Cho đến khi mà 10 và 12 các bạn thấy rằng là à 10 nó nằm đúng vị trí rồi, nó không phải cặp nghịch thế ở đây. Thì mình cũng có thể swap không? Không cần phải swap. Đúng không nào? Tức là nó phải thỏa mãn điều kiện của mình đang đưa ra, thỏa mãn cái tiêu chí của mình đang cần thì mình mới tiến hành swap theo đúng cái cốt, cái thuật toán của mình đang đưa ra. Có đúng không nào? Vậy thì nhiều cô ngân thích lách cho em slide tiếp theo. Cho đến cái round tiếp theo đó là round y bằng 6. Thì lúc này cái phần này cuối cùng rồi đúng không? Còn đúng một cặp duy nhất, 32 và 20. Ok, so sánh 32, 20, 20 bé hơn rồi, đúng cái vị trí mình cần rồi. Vậy thì đến cuối cùng, dãy cuối cùng chúng ta đã đạt được rằng là à sắp xếp đã được tăng dần từ 1 cho đến 32. Tất cả các quả trứng này đã được nở ra. Đó, vậy thì tóm gọn lại hai cái thuật toán này, hai cái cơ chế khác nhau, thuật toán sắp xếp nổi bọt và sắp xếp bằng lựa chọn. Hai cái khác nhau, một cái là lựa chọn xem thằng nào nhỏ nhất thì mình sẽ tiến hành swap. Còn một thằng là mình sẽ so sánh liên tục các cặp liền kề với nhau. Nếu như mà nó nhỏ hơn hoặc là tức là nó không thỏa mãn cái tiêu chí nào đó, không thỏa mãn cái thứ tự của mình cần thì mình sẽ tiến hành swap, tiến hành đổi chỗ. Đó, thì với hai cái thuật toán này thì các bạn lưu ý cho cô và nhớ đừng có bị nhầm lẫn giữa hai cái thuật toán này với nhau. Đó, và nhớ và mình hiểu để mình có thể mô tả ra nó, viết nó thành từng cái dãy liên tục qua từng vòng như thế. Để tới đây sẵn sàng một cái tinh thần thép đến khi đi thi, các thầy cô có hỏi thì có liệu mà viết ra được. Đó thì mình mới hiểu thì mình viết ra được, còn học vẹt thì cô chắc là chịu đấy. Học vẹt thì chắc là chịu thôi, không thể nào mà nhớ được những cái như thế này đâu nhá. Đó, thì đấy là chia sẻ của cô về hai cái thuật toán cơ bản, đó là thuật toán selection sort và bubble sort. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các thuật toán khác, mà một số các thuật toán như các bạn vừa hỏi vừa nói, ví dụ như insertion sort hay quiction sort. Đó thì cái thằng này thì tôi chắc là mình sẽ tìm hiểu thêm, các bạn có thể thời gian thêm, hoặc là các bạn đã học rồi thì các bạn có thể là xem thêm các tài liệu khác nữa. Người nhân à. Đó thì đến đây thì cô sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn hai cái thuật toán này thôi. Và tiếp theo đây thì chắc là nhờ cô Hằng sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn về hai cái thuật toán tìm kiếm tiếp theo. Được chưa nào? Rất là nhiều nội dung trong cái buổi hôm nay. Các bạn có ổn ổn không? Hai cái thuật toán vừa rồi có ổn không? Nếu như ổn thì comment cho cô số 2 vào xem nào. Từ nãy giờ có nghe được cái gì không? Các bạn có ổn không? Là từ nãy giờ có nghe được cái gì không? Hai thuật toán vừa nãy có ổn không các bạn? Đó, hy vọng rằng là có thể là cốt, phần cốt các bạn chưa nắm được, nhưng mà ít nhất là cái ý tưởng triển khai hay là cách mà các bạn có thể so sánh được thì các bạn cũng có hiểu trước cho cô. Ô, thầy Phong xuất hiện ở đây rồi, một thầy Phong TT Vã Lâm xuất hiện ở trong này rồi. Rồi các bạn cũng sẽ gặp thầy Phong ở cuối kỳ đi thi đúng không? Môn này chắc chắn sẽ không thể nào thoát khỏi thầy Phong đâu. Ok, rồi chắc là cô Hằng ơi. Ý. Cô Hằng đâu mất tiêu rồi? Em đây ạ. Ý, chào em. Bật cam lên cô ơi. Hôm nay hỏng cam thật. Hôm nay cam là hỏng thật. Mới bị rơi máy tính xong nên cam hỏng thật. Nhá, thật. Máy cô mới rơi xuống cống xong rồi. Thật, cô không thầy, lừa. Thầy Phong đang vào check 3 đấy. Thầy Phong đang vào check 3 đấy cô ạ. Tôi không quen ai tên Phong. Thật, chúng ta tâm sự tiếp nhá. Ừ thì mới rơi mà, mới hỏng mà, mới rơi xong mà. Nhá. Thì alo các em có nghe thấy cô nói gì không nhỉ? Không, cô không bao giờ cô lừa ai cả. Cô chia sẻ chân thành thế, các em bảo cô lừa chết rồi, buồn lắm. À ok, rồi. Thì phần vừa rồi cô Huyền đã chia sẻ cho các bạn về cái thuật toán
tìm kiếm, à xin lỗi, đấy, già rồi đấy. Thuật toán sắp xếp gồm có cả sắp xếp nổi bọt và sắp xếp theo selection sort. Thì như môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật ấy, thì như đợt trước tôi chấm ấy, thì hầu hết các bạn đang bị cái là nhầm lẫn giữa hai thuật toán đấy. Các bạn cốt ra output sản phẩm, lên tâm sự với tôi cuối kỳ ra output sản phẩm mà lại không biết là cái đấy nó là bubble sort hay là selection sort. Đấy, thì mong sau buổi ngày hôm nay, sau phần tâm sự chia sẻ của cô Huyền, thì hy vọng rằng là các bạn ít nhất là hai cái này. Đầu tiên là cô chỉ mong các bạn hiểu cái cơ chế nó như thế nào thôi. Thứ hai là hy vọng là không còn nhầm lẫn giữa hai cái này nữa nhá. Thì tiếp theo đây thì cô xin phép được tâm sự tiếp với các bạn về tìm kiếm. Thì không biết là trong cuộc sống các bạn có bao giờ phải tìm đồ không nhỉ? Hay ví dụ đây, như ngay trên các bạn đang nhìn thấy đây ạ. Thì đây là một lớp học gồm có một vài thành viên quen thuộc. Không à? À, thương em. Tìm Cam à? Cam hôm nay là hỏng thật. Nhá. Thì như ở trên màn hình thì là có một bài toán thực tế luôn đấy ạ. Thì tôi đang vào một lớp học chẳng hạn. Các bạn thấy gương mặt của tôi không ạ? Trên ảnh không ạ? Thì tôi đang vào lớp và tôi đang chỉ muốn là tìm ở trong lớp người anh của tôi, nguyên VV4, không biết đang ngồi ở vị trí nào trong cái lớp này. Thế bây giờ trong trường hợp này thì làm thế nào để cô tìm được vị trí chỗ ngồi của thầy Nguyên nhỉ? Cô phải, với cái lớp đấy là cô phải làm như thế nào để cô biết là đầu tiên là thầy Nguyên có ngồi ở trong lớp hay không? Và nếu trong trường hợp thầy Nguyên có thì thầy Nguyên đang ngồi ở vị trí nào? À, đi từ đầu, thì đi từ đầu lớp đến cuối lớp, tức là cô phải bao quát xung quanh một lượt cả lớp đúng không? Rồi sau đó là cô đi từng chỗ đúng không ạ? Xong đầu tiên là thấy cái gương mặt là ngây thơ đeo nơ đang cầm bánh kia. Chắc là người anh của tôi thì chắc là không như thế này rồi. Thì tôi làm gì ạ? Tôi so sánh cái gương mặt này với gương mặt mà tôi nhớ ở trong đầu. Không biết là gương mặt này có phải là của thầy Nguyên không ạ? Google à? Lớp của hai thầy Nguyên. Hai thầy Nguyên thì mình giải quyết sau. Cô cần đó là Nguyên VV4 nha. Cô cần một thầy tên là Nguyên VV4 nha. Thì đầu tiên là hỏi từng người đúng không? Xem là có phải là Nguyên VV4 không đúng không ạ? Thế trong trường hợp nếu mà đầu tiên là gặp cái cô gái xinh xinh đầu tiên đi ạ, đang trước mặt là đang cái bánh đấy ạ, thì nếu mà trong trường hợp không phải thầy Nguyên thì cô làm gì tiếp ạ? Bỏ qua xong cô làm gì tiếp ạ? Cô lại đến với cái cô nàng số 2 đúng không ạ? Cô nàng số 2 kia cũng xinh đấy. Nhưng mà không biết là có dễ tính không? Xong lại so sánh xem có phải là của thầy Nguyên không ạ? Xong lại làm tiếp đúng không ạ? Vâng ạ, cô sẽ làm lần lượt đến khi nào thì thôi ạ? Cả cái lớp này thì khi nào cô làm lần lượt đến khi nào ạ? Khi tìm thấy thầy Nguyên thì thôi đúng không? Thì tức là lúc này các bạn đang tìm kiếm thầy Nguyên, vị trí của thầy Nguyên, gương mặt rất là đẹp trai, cười tươi kia, một gương mặt cười tươi nhất trong cái bức tranh ở đây như các bạn tìm thấy đấy ạ. Thì khi nào các bạn nhìn thấy gương mặt là tuyệt vời này thì các bạn lúc đấy các bạn sẽ suy ra được vị trí đấy, các bạn thấy không ạ? Gương mặt cười rất tươi đấy, thì sẽ suy ra được vị trí của thầy Nguyên đúng không ạ? Được chưa? Thì tức là lúc này các em đang vào trong một lớp, tức là giống như cái việc là các bạn có một mảng đấy ạ. Các bạn duyệt lần lượt từ đầu đến cuối ạ. Khi nào tìm thấy phần tử thì chúng ta dừng lại và in ra. Còn trong trường hợp không tìm thấy thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm cho đến khi nào hết, duyệt hết mảng thì thôi. Được chưa? Thì lúc này em mời cô Ngân ạ. Thầy Nguyên hình như là đang đeo tai nghe nên có vẻ là không nghe thấy câu hỏi của cô. Thì cái mà các bạn vừa nói với cô đấy ạ, thì là các bạn sẽ lần lượt so sánh giá trị x. X ở đây đại diện như trong ví dụ vừa rồi chính là Nguyên VV4 chẳng hạn. Lần lượt tìm với lần lượt các phần tử ở trong mảng theo vị trí lần lượt phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai, tức là lần lượt so sánh hỏi tên cô Huyền, cô Ngân, thầy Khánh xem có phải là thầy Nguyên không đấy ạ. Đến khi nào chúng ta tìm thấy thì chúng ta dừng.
Mà trong trường hợp chúng ta tìm hết mảng rồi mà chúng ta không thấy thì tức là thầy Nguyên đang không tồn tại ở trong lớp này. À, giống như cái việc trong bức, nếu mà trong mời cô Ngân quay trở lại hình vừa rồi vậy ạ. Tức là trong cái khuôn viên lớp học này, thế bây giờ ví dụ tôi tìm vị trí ngồi của thầy Phong thì sao nhỉ? Cũng tìm lần lượt các lớp thì tìm lần lượt vị trí ở trong mảng này, thì nếu mà tìm vị trí của thầy Phong thì sao ạ? Tìm thầy Nguyên thì tôi tìm đấy rồi, bây giờ tôi muốn tìm vị trí của thầy Phong thì sao ạ? Cũng lần lượt đúng không ạ? Xong rồi so sánh đúng không ạ? Thế trong trường hợp là so sánh cả tất cả danh sách lại không thấy Phong nữa thì tức là thầy Phong đang có mặt ở trong lớp hay không ạ? À thầy Phong không nhá. Ừ. Vâng ạ, trả về tùy các em. Thì lúc này trong trường hợp các bạn không tìm thấy thì tức là thầy Phong đang không có mặt ở trong lớp này, được chưa? Tức là cái mà các bạn tìm từ trước đến giờ ấy, tức là duyệt lần lượt phần tử ở trong mảng ấy, thì cái đấy người ta gọi đó là tìm kiếm tuần tự. Nó là sequence search, hay nó còn có một cái tên khác, nó là tìm kiếm tuyến tính, linear search. Không biết là cô có đọc đúng hay không nhỉ? Linear đúng không nhỉ? Chứ là tiếng Anh, các bạn thông cảm, tiếng Anh tôi chưa được ra trường nên tiếng Anh có thể phát âm không chuẩn. Thì cái loại tìm kiếm tuần tự hay là tìm kiếm tuyến tính ấy, bản chất nó là một nhá. Về chưa? Nó cũng bản chất nó chính là xét lần lượt vị trí, xét lần lượt, duyệt lần lượt các phần tử trong mảng, đến khi nào tìm thấy thì in ra, không thì thôi. Về chưa? Thì đây là về phần cơ chế và ý tưởng của cái loại tìm kiếm tuần tự. Hay là gọi là tìm kiếm tuyến tính đấy ạ. Được chưa ạ? Em mời cô ạ. Thì đây là những cái mà đây là các bước tiến hành của tìm kiếm tuyến tính. Cô đọc sai thì mới cần các em đây. Mới cần các em join vào đây xem cô nói đúng hay sai và chỉnh sửa dần cho cô đấy. Được chưa? Rồi ạ. Thì tiếp ạ. Ngoài cái ví dụ về tìm nguyên VV4 hay phong TT35 ra thì ở đây lại quay về ví dụ của các chicken, các trứng gà, quả trứng gà. Thì ở đây cô có một dãy mảng sau lần lượt gồm các quả trứng từ 4, 35, 21, 169, 6, 29 và 2. Đây giống như đây là một mảng gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phần tử. Được chưa? Và bây giờ cô đang muốn đó là tìm con số 169, tức là tìm quả trứng 169 ạ. Tức là quả trứng xem nó có tồn tại ở trong cái mảng này không ấy ạ. Trứng gà mà. Em nhìn thấy có con gà nào cute như này không? Thấy con vịt nào cute hơn con gà này không? Đấy chưa? Thì trong trường hợp là cô đang muốn nó là như trong trường hợp lúc đầu, đó là tìm vị trí ngồi của nguyên VV4, thì ở đây cô đang muốn nó là tìm trong những quả trứng gà này có xuất hiện quả trứng mang số 169 hay không. Thì cũng như vừa rồi, cũng như cái bài toán mà tìm xem nguyên VV4 có mặt ở trong lớp hay không đấy ạ, thì có vị trí ngồi của nguyên VV4 không ạ, thì lần lượt ở đây chúng ta làm gì nhỉ? Giống như trước đấy, thì lần lượt ở đây chúng ta làm gì? Trong một đống các chicken trứng ở đây thì ở chỗ này chúng ta làm gì? Tức là duyệt từ đâu đến đâu ạ? Duyệt từ đâu đến đâu ạ? Từ duyệt lần lượt các phần tử trong mảng từ vị trí đầu tiên đến vị trí cuối cùng đúng không? Duyệt đến khi tìm được. Và nếu trong trường hợp tìm thấy, các bạn thấy không ạ? Khi tìm thấy cái y x bằng 169 ạ, cái ở dưới nó là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó đại diện cho, đừng Huyền ơi buồn lắm, đại diện cho vị trí của lần lượt các phần tử trong mảng. Nó sẽ duyệt lần lượt từ đầu đến cuối, đến khi nào tìm thấy con số 169 thì quả trứng đấy được nở, thấy không ạ? Đây ạ, nó sẽ giống như, nói chung là các bạn làm chính. Thực ra cô để ý là tất cả các bạn, kể cả Java hay là C#, Java 1, Java 2, thậm chí đến hiện tại đó là Java 4, khi các bạn tìm kiếm ấy, các bạn bản chất khi các bạn viết vòng for xong rồi với điều kiện, xong rồi sau đó là set ấy ạ, với điều kiện rồi làm gì return hay không đấy ạ, thì bản chất đấy nó là tìm kiếm tuần tự, hay là còn có một cái tên khác đó là tìm kiếm tuyến tính. Chúng ta sẽ duyệt lần lượt các phần tử ở trong mảng rồi tìm nhá. Thì đấy nó gọi là tìm kiếm tuyến tính, hay còn gọi đó là tìm kiếm tuần tự. Và cái này cô thấy các bạn dùng khá là nhiều nhá.
Chắc là cái này, cái thuật toán tìm kiếm này mà các bạn chắc là cũng nói chung là các bạn dùng suốt từ trước đến giờ và các bạn cũng khá quen với cái loại tìm kiếm này đúng không? Thì đây là ví dụ tiếp về tìm chicken 169. Thì bây giờ tiếp lại có một cái ví dụ nữa. Đây là trong trường hợp chúng ta tìm thấy đấy ạ. Đúng rồi, tìm chuỗi đấy ạ. Là trong trường hợp chúng ta tìm thấy, chúng ta in ra vị trí. Và vị trí của chicken 169 nó đang ở vị trí số bao nhiêu đấy ạ? Chết, mình tự nói mình thế, buồn quá. Dạ vâng ạ, vị trí 3. Và nhớ một điều đó là mảng nó bắt đầu từ 0 nhá, được chưa ạ? Rồi, thế ngoài ra như vừa nãy chúng ta có ví dụ đó là tìm nguyên thì tìm được rồi đúng không? Bây giờ chúng ta tìm phong chẳng hạn. Thì ngoài cái đấy ra, trong trường hợp không tìm thấy thì như thế nào? Thì ngoài ví dụ tìm con số 169 này ra thì tiếp mời cô Ngân ạ. Đúng rồi đấy. Tiếp theo chúng ta tìm con số 119. Thì ở đây ạ, vẫn là cái mảng đấy. Nhưng cái mảng này ở đây nó gồm 4 này, 35 này, 6 này, 21, 29, 18, 16. Thì bây giờ chúng ta cũng làm như thế, chúng ta cũng duyệt từ đầu đến cuối thôi. Trong trường hợp đây 119 đấy ạ, y nó đại diện từ đầu đấy ạ. Đây các bạn thấy không? Đấy, cô Ngân xoay tròn đấy. Quả trứng đầu tiên vị trí bằng 0, tức là y bằng 0 đấy. Thì giá trị ở phần tử 0 nó là mấy ạ? Như trong trường hợp này giá trị ở phần tử vị trí đầu tiên là vị trí 0 thì nó là mấy đấy ạ? Dạ. Vâng ạ, 4. Thế 4 với 119 nó có bằng nhau không nhỉ? Hồi cấp 1 cô quên đi học buổi đấy nên toán sắp xếp so sánh cô đang hơi bị nhầm lẫn một chút. Nên cô đang không biết con số 119 với cả 4 nó có bằng nhau không. À không à, cô tin các em nhé. Cô tin các em nhé. Thế tức là 119, không, cô không tin Cường, cô tin số đông nhá. Thì 119 với cả 4 nó không bằng nhau đúng không? Thì tức là chúng ta chưa tìm thấy con số 119. Làm tương tự với vị trí tiếp theo là vị trí y bằng 1. Thì là 119 nó lại tiếp tục so sánh với 35. Nó lại không tìm thấy. Nó lại không tìm thấy. Em mời cô Ngân nách cho em cái bên cạnh ạ. Nó lại không tìm thấy thì nó sẽ tiếp tục. Nó lại so sánh với vị trí y bằng 2, y bằng 3 cho đến cuối cùng. Trong trường hợp duyệt cả mảng, tức là từ đầu đến cuối đấy ạ. Giống cái việc là chúng ta nhìn bằng mắt đấy ạ, bao quát tất cả các thành viên trong lớp học đấy ạ, không tìm thấy Phong TT35, tức là thầy Phong đang không có mặt ở trong lớp. Cũng như ở đây cái mảng chúng ta không tìm thấy sự xuất hiện của con số 119, tức là ở đây chúng ta không không thấy 119 nó có xuất hiện tồn tại ở trong mảng. Cô dạy toán à? Cô không dạy à? Cô Ngân kìa. Tí nữa các bạn yên tâm, cô Ngân tí nữa sau phần tìm kiếm của cô. Sau phần tìm kiếm tuần tự này chúng ta sẽ nói một chút về binary search. Và sau phần binary search cô Ngân sẽ chia sẻ cho các bạn về cách tìm đường đi ngắn nhất để mình có thể từ nhà mình tới nhà của Cross nhé. Được chưa? Tí nữa cô Ngân sẽ chia sẻ cho các bạn cái bài tìm đường toán, các cái kiểu mà tìm quãng đường đi ngắn nhất, dài nhất các thứ như thế nào nhé. Tiếp ạ. Thì cái này chắc là các bạn cũng làm từ trước đến giờ và cũng đã quen rồi. Thì ở đây giống như phần trên của cô Huyền thì ở đây nó là một cái đoạn đoạn code trong C thôi. Các bạn có thể dùng ngay trong chính cái C hay là Java các bạn đang làm đấy ạ. Thì ở đây linear sort ấy, tuyến tính ấy, hay là tuần tự đấy ạ, thì nó cũng sẽ bao gồm duyệt lần lượt từ đầu đến cuối đấy ạ, từ 0 cho đến vị trí cuối cùng ở trong mạng. Nếu mà tìm thấy giá trị ở vị trí đấy thì nó so sánh với giá trị cần tìm, thì nếu mà tìm thấy thì return ra y, tức là return ra vị trí tìm thấy đấy ạ. Còn trong trường hợp không tìm thấy thì chúng ta sẽ return ra -1 nhá. Hỏi tí nhỉ, tại sao lại là -1 nhỉ? Cô thích số 1 hay số 2 không? Tại sao lại là -1 nhỉ? Hoặc số 0 cũng được, mà lý do gì ở dưới nó phải return ra -1 nhỉ? Số nào cũng được đúng không? Chắc chứ? Em chắc chứ? Cô không thích thế. Đúng rồi, vâng ạ. Nó sẽ phải bắt đầu, số nào cũng được, nhưng mà nó sẽ phải bắt đầu từ mấy ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Dạ vâng ạ, phải lùi chung lực tiến nha. Vâng ạ, index trong mảng bắt đầu từ 0. Dạ vâng ạ. May quá. Rồi, vâng ạ, thì cái này cô nghĩ là các bạn đã, một số bạn đang học Java 2 hay Java 3, thậm chí là Java 1, nó có cái câu là tìm kiếm theo
tìm kiếm theo mã nhập từ bàn phím hay là tên nhập từ bàn phím thì cơ bản các bạn cũng đang dùng cái thuật toán tìm kiếm sắp xếp, tìm kiếm theo kiểu tuần tự, linear sort, tuyến tính, cũng là duyệt từ đầu đến cuối, tìm thấy thì in ra, không thì thôi. Thấy chưa? Thì đây là cách mà cô thấy các bạn đang hay dùng từ trước đến giờ. Tiếp ạ. Tiếp theo đây thì trên là về phần tìm kiếm theo kiểu tuyến tính. Còn tiếp theo đây chúng ta tâm sự qua một chút về cái mà các bạn cũng và bạn nào đang học cấu trúc dữ liệu giải thuật của tôi ấy, sau buổi số 1 tôi dạy, tôi có đưa ra một câu hỏi cho các bạn ấy ạ. Thì điều kiện để có thể tìm kiếm nhị phân là gì? Nó khác gì so với tìm kiếm tuyến tính đấy ạ? Thì chúng ta tâm sự một chút nhé. Thì như cái linear sort ấy, thì chúng ta sẽ phải, như vừa nãy chúng ta cùng nhau phân tích với nhau, là chúng ta sẽ phải duyệt tất cả các phần tử trong mảng từ đầu đến cuối, đúng không ạ? Đến khi nào tìm thấy thì thôi. Còn trong trường hợp không tìm thấy thì tức là cái số đấy nó đang không tồn tại ở trong mảng. Được chưa? Đấy là linear sort. Và đây là, như các bạn cũng đã, các bạn có thể tự thấy luôn đấy ạ, thì cái, đây là cái việc hành động tìm kiếm liên tục, tức là nó sẽ phải duyệt từ đầu đến cuối các phần tử trong mảng, tìm kiếm liên tục diễn ra từ vị trí y bằng 0 đến vị trí cuối cùng ở trong mảng. Nó sẽ check for, check liên tục đến khi nào tìm thấy thì thôi. Thì ngoài ra nó sẽ có một cái loại tìm kiếm nữa, nó là tìm kiếm nhị phân, hay nó có một cái tên tiếng Anh khá là hay đấy ạ. Nó là binary sort. Và đây là một giải thuật tìm kiếm với, nói chung là nó sẽ nhanh hơn, và độ phức tạp của thuật toán này nó là log n. Các bạn thấy log n kia, không biết học toán có còn nhớ không, nó ghi log n kia tức là log của mấy, biết không? Ừ đúng rồi đấy ạ, logarit đấy ạ, chính là logarit đấy ạ. Cơ số mấy đấy ạ? Cơ số 2 à? Chắc chứ? 10, vâng ạ, cơ số 10 đấy ạ. Tức là sao ạ? Còn nhớ logarit không ạ? Thực sự nếu mà giả sử có thời gian, tôi sẽ dạy hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể tính ra được cái số log này cơ nhá. Thôi rồi, tiếp ạ. Em mời cô ạ. Thương em. Thì như phần tìm kiếm nhị phân thì thực ra là cái này các bạn có thể nhìn, cái các bạn nhìn ở phía trên này về phần ý tưởng cũng được, nhưng mà nói chung qua thì đơn giản, như vừa nãy cũng thấy một số bạn đang trả lời rồi đấy ạ, không phải mảng, bất cứ một mảng nào nó có thể tìm kiếm theo nhị phân. Em giúp toán à? Thế tí nữa mời em xem quãng đường ngắn nhất từ nhà em đến nhà Cross là đi cách nào nhá. Thì đây ạ, như vừa nãy cô cũng đã nói là không phải là một mảng nào, cứ là một mảng thì có thể tìm kiếm theo kiểu nhị phân nhá. Thì với tìm kiếm theo kiểu nhị phân nó khó chiều hơn một chút so với linear sort, là bắt buộc cái mảng đấy nó đã phải có thứ tự. Có thứ tự tức là như thế nào nhỉ? Có thứ tự rõ ràng mình có index mà. Index nó không phải là thứ tự à? Hả? Index nó không phải là thứ tự à? Tức là sao ạ? Vâng ạ, tức là mảng đấy, không phải mảng đấy là bắt buộc nó phải được trải qua cái phần mà cô Huyền nói đấy ạ. Tức là nó bắt buộc phải được sắp xếp, đúng rồi ạ. Tăng dần, tăng dần, giảm dần hay cả hai ạ? Theo các bạn, tăng dần, giảm dần hay cả hai ạ? Dạ vâng ạ, nói chung là mảng đấy chỉ cần có một cái, đó là được sắp xếp, đã có theo thứ tự, được chưa ạ? Tức là ví dụ tôi sắp xếp tăng dần đi. Đúng rồi ạ, thuật toán, đúng rồi, tí nữa tâm sự với cô Ngân nhé. Thì giả sử trong trường hợp là cô sắp xếp tăng dần đi, thì giả sử cô khi mà làm việc với binary sort thì chúng ta sẽ có ba cái khái niệm. Thứ nhất, left tức ở phía bên tay trái, right tức là phía bên tay phải, mid tức là giữa, và chúng ta sẽ so sánh cái số chúng ta tìm được với cái số mid, số ở giữa, xem nó lớn hơn hay nhỏ hơn, thì chúng ta sẽ suy được số mà chúng ta cần tìm ấy, nó sẽ ở phía bên tay trái hay là nó ở phía bên tay phải. Được chưa? Đây là về cơ chế chung ý tưởng của thuật toán tìm kiếm nhị phân. Và đây có một ví dụ để cho các bạn dễ hình dung ạ. Thì chúng ta lại tiếp tục quay với lại với những quả trứng. Em mời cô ạ.
Thì như ở đây ạ, nó lại chúng ta lại quay về với chicken 169 đấy ạ, như các bạn cũng đang thấy đấy ạ. Thì nhị phân chúng ta sẽ làm việc mà chúng ta sẽ tìm con số 169 theo kiểu tìm kiếm theo kiểu nhị phân với dãy số bao gồm từ 435, 21, 169, 629 và 170. Như vừa nãy chúng ta nói với nhau, để theo được nhị phân ấy, để tìm kiếm theo được nhị phân ấy, thì chúng ta bắt buộc phải, cái mảng của chúng ta bắt buộc phải sort, tức là sắp xếp, đúng không ạ? Ok chưa? Tức là bắt buộc phải sắp xếp, đúng không? Thì coi như là cái phần đầu này chúng ta lại quay lại tâm sự với cô Huyền. Tôi có một mảng này. Sau đó cái mảng này tôi không biết sort như thế nào. Tôi quay lại tâm sự với cô Huyền. Tôi tâm sự với cô Huyền một lúc thì nó đã ra được một mảng sắp xếp bao gồm theo chiều tăng dần, theo bao gồm từ lần lượt là 4, 6, 21, 29, 35, 169 và 170. Cái dãy ở dưới đấy là mảng đã được sắp xếp tăng dần. Rồi, vậy câu hỏi left đúng không? Tức là vừa nãy chúng ta nói với nhau đúng không? Đó là phía bên tay trái. Thì tức là nó sẽ tính vòng lặp đầu tiên ấy, lần đầu tiên ấy, thì cái left nó sẽ bắt đầu từ vị trí index bằng 0. Tức là số mấy đấy ạ? Như các bạn nhìn đấy ạ. Left ấy, left ở phía tiếng Anh nó là bên tay trái. À, xin lỗi, tiếng Anh dịch sang tiếng Việt nó là bên tay trái đấy ạ. Mà bắt đầu vị trí y bằng 0 đấy ạ, thì tức là giá trị của left nó đang bằng mấy ạ? Như trong trường hợp này ạ, thì giá trị của left biến left ấy, nó đang bằng mấy ạ? Dạ vâng ạ, 4. Thì ngoài 4 ra thì vừa đấy là bên left nhá. Right, right là phía bên tay phải. Thì lần đầu tiên right nó sẽ bằng sine trừ 1, tức là phần tử, giá trị của phần tử ở vị trí cuối cùng thì cái right đấy ạ, nó có phải bằng 170 không ạ? Được chưa? Thế mid thì như thế nào? Mid bằng gì ạ? Trung bình đấy ạ, trung bình đấy ạ. Trung bình thì bằng cái gì ạ? Đầu cộng cuối chia 2 đúng không? Sorry, ở kia tôi chưa sửa. Cái này tí nữa đang sẽ là câu hỏi tôi đang định hỏi các bạn trong phần tìm kiếm. Đây ạ, tức là đầu cộng cuối. Sorry, chờ cô một chút. Đây, tôi xin phép sửa lại slide một tí. Cô Ngân ơi. Cái này là câu hỏi tí nữa cô sẽ hỏi các bạn đấy ạ. Cô Ngân đây, cô đây ạ, bên thấy rồi ạ. 6 cộng phần tử ở vị trí left là index bằng mấy ạ? Phần tử đầu tiên đấy ạ, là index bằng mấy ạ? Phần tử đầu tiên của mảng thì index bằng mấy? Vâng ạ, không, phần tử cuối cùng trong mảng này thì index bằng mấy ạ? Phần tử cuối cùng tức là right đấy ạ, tức là index bằng mấy ạ? Dạ vâng ạ, bằng 6, tức là trung bình thì bằng mấy cộng mấy chia 2 ạ? Giống như các bạn có 10.000, cô Ngân có 10.000, đây, cô Ngân có 10.000, tôi có 2.000. Thì bây giờ tôi đang muốn mua một, bọn tôi góp tiền mua đồ ăn đấy ạ. Thì tức là bọn tôi cộng vào với nhau rồi chia 2 thì sẽ ra số tiền trung bình của hai đứa đúng không? Thì bây giờ phần tử cuối cùng, vị trí cuối cùng là 6, vị trí đầu tiên là 0, vậy vị trí trung bình là mấy ạ? Dạ vâng ạ, 6 cộng 0 chia 2 bằng 3. Mà phần tử ở vị trí lẻ tí nữa chúng ta sẽ giải quyết. 6 cộng 0 chia 2 bằng 3 đúng không ạ? 3 thì từ từ tí nữa có lẽ chúng ta giải quyết. Bây giờ chúng ta cứ làm happy cây đã. Đúng rồi, lấy phần nguyên ạ. Thì 6 cộng 0 chia 2 bằng 3 đúng không ạ? Thì tức là chúng ta sẽ lấy giá trị ở index bằng 3, mà giá trị của index bằng 3 thì là mấy ạ? Trong cái mảng này giá trị của index bằng 3 thì là mấy ạ? Dạ vâng ạ, 29, tức là 29 này nó là gì ạ? Dạ vâng ạ, tức là trung bình là giữa đúng không ạ? Là mid. Rồi, chúng ta sẽ lấy tiếp tục này. Sau khi chúng ta đã có được left, right và mid, thì tiếp theo chúng ta sẽ so sánh số cần tìm, tức là con số 169 kìa, với mid. 169 thì như thế nào với 29 ạ? Một sáu chín lớn hơn 29, tức là cái số chúng ta cần tìm bây giờ nhá. Khi mà chúng ta có mid đúng không, thì chúng ta sẽ có hai nửa, đó là nửa phía bên tay phải và nửa phía bên tay trái. Nửa phía bên tay phải sẽ bao gồm từ 29 đến 170 đúng không ạ? Cô Ngân bôi tròn đoạn đấy giúp em ạ. Nửa số bên tay phải sẽ bao gồm từ 29 đến 170, còn nửa phía bên tay trái sẽ bao gồm từ 4 đến 29, tức là từ 29 ngược về 4 đấy ạ. Đây ạ, đúng không ạ? Từ 29 ngược về 4 đấy ạ.
thì chúng ta đã có đó là 169 nó lớn hơn 29. Vậy con số 169 chắc chắn một điều nó nằm ở bên phải hay bên trái ạ? Sau khi mảng của chúng ta đã được sort. Dạ vâng ạ. Các bạn thấy hình được bôi đỏ không ạ? Đúng rồi ạ. Tức là 169 mà lớn hơn 29 đúng không? Thì chắc chắn một điều đó là con số 169 nó sẽ phải nằm ở phía bên tay phải. Được chưa ạ? Vậy câu hỏi các bạn, nếu cái mảng này nó không được sắp xếp thì cái điều đấy nó còn đúng hay không ạ? Đúng rồi, chính xác ạ, dựa vào cái điều kiện sort nữa. Thì cô đang bảo là cái này coi như sort tăng dần đi ạ. Vâng ạ. Đó là lý do tại sao nhá, điều kiện để có thể tìm kiếm được nhị phân là cái mảng đấy bắt buộc phải được sắp xếp, có thể tăng dần hoặc giảm dần tùy các em. Được chưa ạ? Nào. Chắc chắn là nó ở phía bên tay phải. Vậy đây, sau khi chúng ta đã xác định được con số 169 nó ở bên tay phải hay bên tay trái đây ạ, thì đây các bạn nhìn ạ, tức là các bạn có thấy những những quả trứng màu vàng không ạ? Những quả trứng, cái này gọi là màu vàng nhỉ, màu cam nhỉ, gọi là màu cam hay màu vàng ấy nhỉ? Chết rồi, mỹ thuật hình như mình cũng nghỉ học thì phải. Chết rồi, cho bố mẹ thất vọng lắm này. Tức là đúng rồi ạ, nó chính là ở phía bên tay phải màu cam, vàng cam hoặc cam vàng đấy nhá. Thì tức là bao gồm sẽ là từ 29 đến 170 đúng không? Vâng ạ, từ 29 đến 170, con số cần tìm của chúng ta 169 chắc chắn nó sẽ chỉ có thể nằm trong khoảng từ 29 đến 170. Vậy thì chúng ta lại làm tiếp tục. Tức là đến đây nhá, các bạn sau khi đã tìm thấy này, các bạn có thể dùng, tôi có thể dùng từ đó là vứt cái phần còn lại đi, như trong trường hợp này đó là vứt phần ở phía bên tay trái đi đấy ạ. Vứt phần ở phía bên tay trái đi ạ, tức là vứt từ 4 đến 21 đi ạ. Và mảng của chúng ta hiện tại các bạn chỉ coi như nó chỉ tồn tại từ 29 đến 170. Được chưa? Nó chỉ tồn tại từ 29 đến 170. Và tiếp tục ạ, chúng ta lại tiếp tục có ba khái niệm: left, right và mid. Left lúc này nó sẽ là vị trí đầu tiên của mảng mới. Vậy vừa nãy chúng ta bảo là mảng mới của chúng ta là từ 29 này đến 170, thì vị trí đầu tiên của mảng mới là nó là vị trí mấy ạ? Như trong trường hợp này ạ, cái mảng mới đấy ạ. Không, vị trí nhá, chết. Vị trí 29 là đi rồi. Không. À vâng ạ, vị trí 3. Không, nghe kỹ câu hỏi. Đúng rồi, nó là vị trí 0, nhưng mà trong so với mảng cũ ấy thì cái số đấy nó ở vị trí bao nhiêu? Xin lỗi. À vâng ạ. 4 à? Vị trí trong mảng bắt đầu từ mấy? Vâng ạ, đúng rồi. Số 4, nó là 4 để mình đếm bình thường từ 1, 2, 3, 4 đúng không? Nhưng trong ngôn ngữ lập trình mảng của chúng ta bắt đầu từ 0, nên cái số 29 đấy, vị trí đầu tiên của nó sẽ là 0. Được chưa? Đây là vị trí left của chúng ta. Left của chúng ta sẽ là 29. À xin lỗi, index left của chúng ta sẽ là 3, và giá trị ở phần tử left nó sẽ là phần tử 29. Được chưa? Right của chúng ta vẫn thế thôi, right của chúng ta vẫn là cuối cùng, và right của chúng ta vẫn là 170 và index nó vẫn bằng 6. Được chưa? Thế vậy bây giờ mid của chúng ta tính index kiểu gì ạ? Tức là mấy cộng mấy ạ? Chia 2 ạ. Như trong trường hợp này thì mid chúng ta là mấy cộng mấy chia 2? Không, cộng 3 chia 2 là đi rồi. Chúng ta vứt mảng cũ đi, là vứt, đồng ý là vứt mảng cũ đi thật, nhưng mà index của nó thì vẫn phải giữ lại nhá. Vâng ạ, 3 cộng 6 chia 2 thì là ra mấy ạ? Chết rồi. Thế là học tôi 3 cộng 6 chia 2 bằng mấy, Cô Ngân ơi? Sao? Cô Ngân, 3 cộng 6 chia 2 bằng mấy nhỉ? Hình như hôm đấy em nghỉ học với sao ấy? 4,5 đúng không? Ừ. 4,5 thì tức như thế nào nhỉ? Phần nguyên là như thế nào cô Ngân nhỉ? Phần nguyên là phần phía trước cũng phải đấy. Còn sinh viên không biết dấu phẩy ở đâu thì khó. Ôi giời ơi. Vậy thì bây giờ là vậy vị trí mid ở trong trường hợp này là 169 là đúng hay sai ạ? Tức là index của chúng ta đang là 6 cộng 3 chia 2 đúng không? 6 cộng 3 chia 2 bằng mấy ạ?
Recording in progress. Nào được chưa? Ừ, đúng rồi đấy. Nào, tiếp tục ạ. Đây là overview qua. Ở trong lớp không ngồi vị trí nào. Còn như tìm kiếm nhị phân và chú ý một điều, để có thể có left, có right và có mid được thì bắt buộc một điều, đó là mảng của chúng ta bắt buộc phải được sắp xếp. Được chưa? Bắt buộc phải được sắp xếp. Vâng ạ, 4,9 vẫn là 4 ạ. Nó là phần nguyên nhá, chú ý nhá. Được chưa? Rồi ạ, tiếp tục ạ. Tiếp theo, phần cuối cùng, cái này sẽ overview qua và chính là cái câu hỏi vừa nãy cô định hỏi các bạn ấy. Vừa nãy mình nói với nhau đó là mid là bằng left cộng right chia 2 đúng không? Vẫn là cơ chế như vừa nãy các bạn xem thôi, sẽ so sánh duyệt đấy ạ, duyệt xong rồi so sánh. Nếu trong trường hợp bằng ấy thì sẽ gán lại mid này return mid, còn trong trường hợp sẽ là left tăng 1 và right sẽ bằng mid ạ. Thì như ở đây các bạn thấy nó có một cái tại sao mid nó không bằng left cộng right chia 2 mà ở đây mid tôi lại viết là left cộng right trừ left chia 2 nhỉ? Ừ nhỉ, chết. Tại sao hình như là vừa nãy cô bốc phép với các bạn rồi. Chết thật. Vừa nãy hình như là cô bốc phép với các bạn rồi. Không ổn. Chết rồi. Ờ, sao nhỉ, tràn là cái gì? Cô chả biết tràn cái gì cả. Ờ, tràn data là sao? Tại sao nhở? Bây giờ vừa nãy quên mất. Tại sao đoạn kia cô lại viết nhầm đấy? Cô không định viết cái đấy ở đây, cô định viết ở chỗ này rồi cô mới hỏi các bạn. Đó là lý do tại sao mình vừa nói với nhau. Đúng rồi, left cộng left này bằng right cộng với, chết rồi, mid bằng right cộng left chia 2. Vậy lý do gì ở đây cô lại viết là left cộng với right trừ left chia 2? Ừ nhưng đúng rồi ạ, quy đồng lên thì nó vẫn ra đồng ý. Nhưng lý do tại sao cô lại viết như thế này? Tại sao phải tách nhỏ ra như thế này? Có em ạ. Tí làm link check out là sẽ gửi nhá. Cộng trước à? Chết. Sẽ cộng nhân chia trước cộng trừ sau là không đúng rồi. Lúc nào nhân chia trước cộng trừ sau? Cô Ngân ơi, theo cô lý do vì sao nhỉ? Đúng rồi, em thấy có một bạn ghi là overflow đấy ạ. Đúng ạ. Overflow là gì ạ? Các bạn đã bao giờ bị trải qua một cái trường hợp đó là hai số nguyên cộng với nhau chia ấy, nó sẽ bị một cái đó là tràn bộ nhớ. Đã bao giờ bị cái trường hợp đấy khi cốt chưa? Bị bao giờ chưa? Chưa. Đúng rồi ạ, chính là theo cái kiểu đệ quy nó cứ tiếp tục cộng hoài các thứ như thế đấy ạ. Thì vì khi hai số in cộng với nhau thì nó sẽ bị tình trạng đấy, đó là lý do tại sao ấy. Thường khi làm viết, giả sử tôi mà viết tìm kiếm theo kiểu binary ấy, thì đúng rồi ạ, chỉ có mảng lớn, đúng rồi ạ. Thì tìm kiếm theo kiểu binary á, thì thường tôi sẽ viết kiểu này, thì tôi không viết đó là cộng vào chia đôi nhá. Các bạn viết cộng vào chia đôi với hiện tại các bạn học thì nó vẫn ra thôi, nó vẫn ok thôi nhá. Đây là cái mà cô muốn nói về tìm kiếm nhị phân. Và nhớ là một điều đừng quên, đó là lấy phần nguyên nhá. Phần nguyên của 4,5 xem nó là mấy nhá. Được chưa? Hay, rồi ok ạ. Em mời cô Ngân ạ, tiếp ạ. Thì cái phần cuối cùng chúng ta tâm sự với nhau. Vâng, đúng rồi ạ. On 1, vâng ạ. Phần cuối cùng chúng ta tâm sự với nhau sau khi qua overview qua về cái thuật toán tìm kiếm nhị phân. Thì chúng ta sẽ overview qua lại một chút, đó là đúng rồi ạ, lấy phần nguyên, đúng rồi, chính xác ạ, nó lấy phần nguyên chứ không lấy phần chúng ta sẽ overview qua lại thuật toán một chút là hai loại tìm kiếm này. Vậy hai loại này nó khác nhau ở điểm gì nhỉ? Bắt buộc một cái nó phải có như thế nào thì mới tồn tại mid, right, left nhỉ? Cái nào nó phải có cái gì thì mới có mid này? Short đúng không? Loại nào ạ? Vâng ạ, nhị phân là bắt buộc nó sẽ phải có short, được chưa ạ? Thì nó mới left, right và mid.
Được chưa? Thế còn tuần tự thì chúng ta cứ chỉ cần làm gì thôi. Tức là tuần tự chúng ta chỉ cần làm gì thôi ạ? Xét lần lượt từ đầu đến cuối của mảng. Được chưa? Đúng rồi ạ. Còn nhị phân thì chúng ta không cần phải xét từ đầu đến cuối. Chúng ta chỉ cần so sánh với giá trị mid. Rồi chúng ta sẽ xét được cái khoảng mà cái số của chúng ta có thể ở phía bên tay trái hay là ở phía bên tay phải. Được chưa? Đây là overview qua tổng quát nhất về hai loại thuật toán tìm kiếm nhị phân và tìm kiếm tuần tự. Tiếp theo đây, mời cô Ngân sẽ chia sẻ con đường ngắn nhất có thể, đúng ạ, tự lính canh, đúng rồi đấy ạ, ngắn nhất có thể đi đến nhà Cross thì đi như thế nào? Nhà em mời cô ạ. Nào các bạn. Các bạn có nghe thấy cô đúng không? Có được comment số 1 vào nào. Có nghe thấy không? Rồi ok. Thì hiện tại đến nhà Cross các bạn thế nào? Sao không? Có bạn thì luôn tìm là gì? Vị trí nhà Cross nào làm sao? Gần nhất. Các bạn nghe thấy tên thuật toán này chưa? Digitra đúng không? À gọi cửa là tới á, cạnh cửa. Bạn ấy nằm ngay cùng giường của em đúng không? Ừ, bạn cùng nhà, bạn cùng phòng, cho nên không cần phải đi tìm. Con đường ngắn nhất chính là bạn gần nhà đúng không? Bạn ngay trong cùng một phòng. Ừ, đúng phòng em luôn. Đó thì cái thuật toán hiện tại giới thiệu với các bạn đầu tiên là cái thuật toán Dijkstra. Đây là thuật toán tìm cái đường ngắn nhất. Ví dụ các bạn nhìn các thực tế ở trong đời sống, các bạn hay làm gì? Làm web đúng không? Và làm app này. Thì thường các em làm app thì các bạn làm có cái phần gì? Nó có cái phần định vị GPS ở đấy. Thì định vị đấy để làm gì? Câu hỏi là các bạn định vị vậy để làm gì? Theo các em để làm gì? Các em làm app đấy. Thì thường các em làm app tìm con đường ngắn nhất để làm gì? Các bạn viết cho cô một số cái ứng dụng ở trong dự án mà các bạn đang sử dụng nào. Ví dụ một số dự án nào mà các bạn nào một số đội quân làm app đâu? Toán rời rạc và bay não. Ừ, cái này cũng có liên quan đến một chút về bộ môn toán rời rạc. Nếu mà các bạn học về cả gì nữa, đại số tính tính ở bậc đại học nữa. Được chưa? Bây giờ hỏi các bạn chút một số cái dự án các bạn đang làm app nào. Nhắc lại câu hỏi nhá. Thứ nhất là các bạn đang làm app, kể cả một số bạn đang làm startup guide đấy. Các bạn có thể là làm app để làm gì khởi nghiệp đấy. Thì hiện tại bây giờ là gì? Các bạn sử dụng định vị GPS để làm gì? Tại sao phải sử dụng định vị GPS? Ví dụ cô muốn đặt một cái vé xem phim đúng không? Cô chọn rồi. Thứ nhất là cô chọn phim hành động, được chưa? Sau đó các em chọn cái gì? Thăm dò tìm đường cho tiện thì thường các bạn sẽ chọn cái gì ở đây? Các em sẽ thường chọn những cái cơ sở mà gần các em nhất, được chưa? Chứ không phải là bây giờ cô muốn đi xem phim hành động mà cô phải sang tận gì? Sang tận Hải Phòng, cơ sở Hải Phòng hay cơ sở của thành phố Hồ Chí Minh để xem đúng không? Thì có thể là ở đó làm sao mình sẽ chọn những cái con đường ngắn nhất nào để các bạn chọn là à lại còn đi vào Cà Mau để xem nữa. Ừ, thì những bạn này thì hơi đặc biệt đúng không? Thích vào Cà Mau để xem thì cố gắng Startup Guide được giải để đi vào trong Hội An để xem nhé. Được chưa? Em cũng lúng cú đúng không? Thì hiện tại ví dụ các bạn là gì đây? Các bạn nhìn quan sát ở đây. Có rất là nhiều cái con đường để dẫn các bạn đến cái điểm đích. Thì hiện tại ví dụ nhà cô ở một cái vị trí ở góc dưới cùng đây. Các bạn nhìn thấy vị trí ở dưới cùng này. Được chưa? Cô muốn tìm đến cái Mễ Trì Thượng ở đây. Thì cô sẽ tìm con đường nào ngắn nhất để đi đến đoạn đường này. Cô là một người là gì? Chuyên gia lạc đường, dùng map nhưng mà làm sao toàn đi lạc thôi. Thì dựa vào đây các bạn nhìn quan sát là gì? Có những bạn không nhìn theo map bản đồ mà em có thể nhìn theo đường tắt. Những bạn nào đây đang chạy Grab không nhỉ? Sinh viên làm cho nhà nước nhỉ? Trong bộ giao thông vận tải đúng không? Có ai làm trong bộ giao thông vận tải đây không? Viết dấu cộng xem nào. Cô thấy nhiều lắm. Đặt xe toàn thấy sinh viên của trường mình đang ở trong bộ giao thông vận tải. Ừ, có một số bạn này trừ trừ chứng đang cộng đúng không? Thì hiện tại bạn quan sát là có bao nhiêu con đường có thể đi đến cái điểm đích ở đây của cô? Bạn đếm xem có bao nhiêu? Bạn đếm sơ qua xem có bao nhiêu con đường? Còn bố em áp là đo đường chim bay. Ừ, đo đường chim bay. Bây giờ cô đo đường thực tế này. Khoảng cách vị trí bao nhiêu km các bạn nhìn này. Ví dụ đây là điểm ban đầu xuất phát của cô, được chưa? Đi theo đường zig zag ở đây. Ví dụ khoảng cách từ đoạn đầu đến đoạn này này, tiếp theo đến vị trí tiếp theo thêm 11 km cộng thêm 10 km nữa. Ở tiếp theo nhiều là mấy? Ở đây là chỉ có một số con đường cô đã vẽ đây rồi. Các em đếm xem mấy cái. Đường chim bay cô cũng xét nhá, được chưa?
Còn bạn nào muốn đặt vé máy bay hay là đo bằng các cái khoảng cách khác thì cô không xét đến, mà cô đang xét đến cái vị trí ở trên thực tế, chính là trên đường bộ, được chưa? Không vô hạn đang xét đường dây điện. Thì qua đếm sơ có bao nhiêu, cô đánh dấu đây một số cái thôi. Và đương nhiên có rất nhiều con đường có thể đi đến cái Mễ Trì Thượng này, đúng không? Đếm sơ, à bạn Bình đếm được 5 đúng không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. Ít nhất cô đếm được 6 rồi. Ừ, có rất nhiều con đường khác có thể đến Mễ Trì Thượng. Thì ở đây các bạn phải chọn xem con đường nào là con đường ngắn nhất để đến cái Mễ Trì Thượng này. Giống như cái việc là các em tìm đến nhà crush của bạn ấy. Ví dụ nhà crush của bạn ở đây thì làm sao là mình đến gần nhất? Đường cong. Nhưng mà tìm crush thì không có. Ừ, đến đấy nhưng mà lại không có crush lại đi về, đúng không? Bật Google Maps. Thì đây chính là một cái ứng dụng xác định khoảng cách của Google Maps ấy. Từ các bạn có thể xem là gì, có thể từ thành phố này sang thành phố khác, được chưa? Hoặc là từ vị trí của bạn đến một cái vị trí nào đó mà bạn mong muốn mà gần nhất, được chưa? Thì cái thuật toán tìm đường đi ngắn nhất này, con phải hiểu là chúng ta có rất nhiều tuyến đường, có rất nhiều cái đường khác nhau để kết nối giữa chúng, được chưa? Nhưng các bạn phải hiểu là đâu là cái khoảng cách tối thiểu, là con đường ngắn nhất mà bạn chọn. Thì cái thuật toán Dijkstra này các bạn làm sao? Sử dụng cái khoảng cách tối thiểu đó giữa hai cái vị trí dọc theo cái đường dẫn, được chưa? Tí chúng ta sẽ xét một cái bài tập cụ thể. Thì đây là một cái ứng dụng đầu tiên của cái thuật toán này. Grab algorithm đúng không? Rồi. Tiếp theo đến cái ví dụ thứ hai, ứng dụng mà các bạn nhìn thấy. Thuật toán VJ ở đây là gì? Bài toán định tuyến đường đi trong hệ thống mạng. Hiện tại các bạn xét được, như bạn biết rồi, mạng điện thoại của chúng ta đúng không? Nên sẽ có gì? Trong mạng điện thoại các bạn có rất nhiều là đường dây có băng thông, ví dụ có bạn là gì, bit trên dây này, kilobit trên dây hay là megabit trên dây, vân vân. Cái băng thông đường truyền là tần số cao nhất mà các bạn muốn truyền để hỗ trợ chẳng hạn. Thì khi cái tần số tín hiệu của mỗi cái dòng nào mà cao hơn, bạn sẽ hiểu là gì, tín hiệu trên đường nó sẽ giảm. Thì bây giờ dựa vào cái thuật toán này, nó ứng dụng ở đâu, thêm cái nó ứng dụng ở đâu trong cái phần hệ thống định tuyến này. Đấy là về mạng, được chưa? Cô nói ví dụ đấy là về mạng. Người ta có thể làm sao biểu diễn các thành phố dưới dạng đồ thị này, sau đó đại diện cho các cái trạm mà chuyển mạch ấy, được chưa? Và xem cái đường truyền trọng lượng của các cạnh là bao nhiêu, nó xét xem cái thằng nào nó ngắn nhất để nó chọn cái đường đó. Thì bây giờ với cái bộ định tuyến, ví dụ mở cái định tuyến IP với đường dẫn ngắn nhất như thế này, thì theo các bạn là nó sử dụng cái gì? Tại sao lại sử dụng cái thuật toán Dijkstra để cô vào nhỉ? Giao thức chuyển giao giữa cái gì? Đã nói đến bộ định tuyến này thì nó chuyển giao giữa cái gì với nhau? Đây, giao thức định tuyến. Đây là giao thức gì? Chuyển trạng thái liên kết sử dụng, ví dụ tìm con đường tốt nhất giữa cái bộ định tuyến này và đích, được chưa? Đâu là đích, đâu là nguồn? Công an dùng cái này để bắt mình à? Còn hiểu có những cái nơi là gì? Thực ra là còn xét về nhiều cái khác là kết hợp nữa. Con hiểu là có những bạn tại sao mà đi đến vị trí này không có công an mà tại sao bạn lại bị bắt, đúng không? Và người ta có thể xem là bạn đang ở vị trí nào, đang di chuyển ở đâu. Người ta thông báo cho các bạn là gì, bạn đang đi ở tuyến đường nào, người ta có thể quan sát được. Nhưng phải kết hợp với nhiều cái thằng khác, ví dụ như là camera chẳng hạn. Có những bạn bảo là gì, hiện tại ở đây không có công an nào mà tại sao đến chốt sau các bạn bị bắt, bởi vì có những camera ẩn. Và nó có thể thông báo được cái vị trí cho nó bằng cách là gì, xem những cái giao thức định tuyến của bạn liên kết ở phần đấy. Và đương nhiên là sẽ có nhiều cái công cụ khác để hỗ trợ tìm ra vị trí của các em, được chưa? Chứ không phải là mỗi cái thằng này chỉ hỗ trợ các bạn làm gì thôi, cung cấp cái gì, cái đường đường dẫn đấy, chi phí ngắn nhất đấy, từ bộ định tuyến gốc này này, dụ đâu là thằng gốc, nó đến cái thằng nào, đến các cái bộ định tuyến ở trên mạng của em thôi. Cô đang chỉ xét đến mạng thôi nhá, cô chưa nói đến cái thằng công an mà các bạn bắt mình của bạn ở đâu, được chưa? Trên bạn hiểu bây giờ có rất là nhiều cái vụ lừa đảo qua mạng đấy, yêu cầu là chuyển tiền đúng không? Chuyển tiền qua mạng ấy, tại sao mà người ta có thể kiểm tra được cái địa chỉ IP đó nó đang ở đâu, tìm xem nó ở chỗ nào, trừ khi các bạn ở nước ngoài thì có thể là không kiểm tra ra được, được chưa? Còn nếu mà các bạn sử dụng Zalo mà ở Việt Nam mình thì dễ tìm lắm, và rất là nhiều cái tìm ra được. Vừa bị lừa 300k fake IP đấy, chỉ có của nước ngoài thôi, nếu mà của các nước ngoài các em không thể tìm thấy được, được chưa? Thì cái này các bạn sẽ tìm được cái gì, mục đích của cái thuật toán này để cung cấp, để hướng dẫn, để xem là cái hiểu cái chi phí ngắn nhất để các bạn làm sao từ bộ định tuyến gốc đến các cái bộ định tuyến trên mạng các bạn ấy. Giống như cái việc là gì, tại sao cái mạng cục bộ này, mạng LAN này, mạng WAN này, các cái mạng ở trên nhà các bạn ấy, tại những cái nơi lại có giá tiền khác nhau. Ví dụ cái phòng trọ các bạn nó chia nhỏ ra, tại sao lại giá mỗi phòng là chỉ có 20.000 thôi? Ừ,
Tại sao lại có những cái nơi mà giá làm sao tận 200.000 vân vân. Được chưa? Thì người ta sử dụng cái thuật toán này để cung cấp, để hướng dẫn cái chi phí ngắn nhất cho cái bộ định tuyến trên mạng của bạn. Được chưa? Và thứ hai, ứng dụng thứ ba là ứng dụng nữa. Có một vài IP tìm đủ kỹ không biết đâu, đúng rồi, có những cái IP của nước ngoài các em không thể tra được. Trừ khi dùng for không được đâu, for với và các bạn vứt hết đi nha. Được chưa? Và thứ hai các bạn nhìn đây là gì? Nhìn quan sát ở đây. Đại lý của các bạn là gì? Có quyền truy cập vào cái cơ sở dữ liệu của tất cả các chuyến bay để làm gì? Theo các bạn làm gì? Theo em truy cập vào để làm gì? Viết phần chat cho cô nào. Theo các em là truy cập vào cơ sở dữ liệu của tất cả các sân bay và các chuyến bay để làm gì? Cụ thể là xem cái gì? Nếu mà một người nhá, các em làm sao? Cần cái phần mềm để lên lịch cái chuyến bay cho khách hàng. Được chưa? Thì lịch bay của khách hàng là gì? Số hiệu chuyến bay có này, sân khởi hành, điểm đến, các chuyến bay còn thời gian và khởi hành. Ổ đen á, quản lý vé. Thì đây các bạn phải hiểu là gì? Có những cái phần đặc biệt ở đây là gì? Đại lý muốn xác định được cái thời gian. Được chưa? Cụ thể là muốn tính ở đây chính là cái thời gian mà các bạn làm sao đến sớm nhất. Trên tại sao mà có những cái thằng làm sao ngoại cảnh, ví dụ như là gì, các bạn hay nói là bay trên cái gì nhỉ, Vietnam Airlines thì chuẩn rồi, tại sao bay ở Vietjet nó hay bị delay? Delay là vì sao? Theo bạn vì sao lại delay nhiều? Tại sao Vietnam Airlines nó rất là làm chuẩn như vậy mà tại sao Vietjet nó hay delay? Thương hiệu không? Không phải thương hiệu, không phải chưa đủ người, không phải thiếu máy bay. Được chưa? Có rất nhiều cái liên quan nhá, nó có thể liên quan đến ngoại cảnh và có thể liên quan đến cái việc là người ta tính toán cái thời gian mà điểm đến sớm nhất ấy. Ví dụ đương nhiên là tính cái điểm và sân bay của chúng ta khởi hành và thời gian khởi hành nhá và thời gian các bạn đến xem là khoảng cách ở đấy là bao nhiêu, để sau đó xác định được thời gian điểm đến sớm nhất là bao nhiêu thì người ta sẽ biết là gì, cái thời gian các bạn có thể là gì, cất cánh là bao nhiêu này, tiếp theo đến thời gian hạ cánh là bao nhiêu, người ta có thể ước chừng được. Được chưa? Còn liên quan những cái thằng ngoại cảnh giống như bão này hay là gì thời tiết xấu thì cái đó của chúng ta làm sao không thể tránh khỏi, cái đó là tính riêng. Được chưa? Đây là cái ứng dụng của cái phương pháp này để giúp cho đại lý của chúng ta có quyền truy cập vào cái cơ sở dữ liệu để xem tất cả cái chuyến bay, sân bay nó khởi hành bao nhiêu, giờ bay là bao nhiêu và thời gian người ta hạ cánh là bao nhiêu và xác định cái điểm đến sớm nhất để xếp cho những cái chuyến bay. Được chưa? Cô đi máy bay tiện chuyến bao giờ chưa? Cô bay nhiều rồi. Được chưa? Ví dụ các bạn có thể bay từ Hà Nội đến Moscow này, hay là từ Hà Nội đến gì đây? Đến London, đến Anh chẳng hạn, hay đến các nước nào đó, được chưa? Họ sẽ dự kiến được cái thời gian mà các bạn làm sao đến sớm nhất là bao nhiêu. Giống như cái việc thời gian hạ cánh ấy, đấy là thời gian không phải là chính xác, được chưa? Luôn luôn sẽ có thay đổi, có thể tăng, có thể giảm, có thể đúng giờ, có thể là sao? Chậm một vài phút, được chưa? Bay tận nhà á. Thế là cái đấy thì cô phải tìm tìm phi công. Tìm phi công thì mới cho cô bay được. Được chưa? Tiếp đến một cái ví dụ tiếp theo này. Ví dụ tiếp theo, ví dụ như là ứng dụng bây giờ hiện tại các bạn nhìn thấy ngày nay thì cái máy bay không người lái nó rất là nhiều rồi. Ở Việt Nam mình có thể là các bạn đang sử dụng chỉ là hình thức là đồ chơi đúng không, nhưng mà hiện tại trong cái hãng hàng không người ta đã có sử dụng hệ thống máy bay không người lái để làm sao để tự động hóa, ví dụ có thể là chuyển cái bưu kiện ấy, giống như bây giờ cô có thể đặt hàng ở bên Nga cô chuyển về Việt Nam, được chưa? Nó sẽ sử dụng người ta gọi là gì nhỉ, cô không nhớ là Việt Nam mình gọi là cái gì, được chưa? Thì cụ thể là người ta muốn vận chuyển hàng hóa từ đó về, không phải thông qua đường biển nhá, không phải thông qua các đường khác mà bây giờ muốn thông qua đường máy bay để chúng ta làm sao nó nhanh, nó trong vòng khoảng có thể 7 ngày thôi nó chuyển qua các nước khác nhau, được chưa? Thì cái máy bay này người ta có thể sử dụng đây là máy bay không người lái này, hoặc em nhìn thấy cái mô hình ở bên dưới này, hiện tại nước ngoài nó có rồi nhưng về Việt Nam mình chưa có cái mô hình này, thì các em có thể xem xét có thể làm được. Dụ robot đây chính là robot tự động, robot tự động hóa. Được chưa? Để cung cấp có thể là gì? Giao hàng. Bây giờ các bạn hiểu là giao hàng, khi mình giao hàng giống như các bạn đi chạy shipper cũng như vậy, các bạn phải tìm xem con đường nào gần nhất để các bạn đi, chứ không phải những người mà chưa biết đường thì cả cứ đi theo map rồi cuối cùng lại đi lạc như cô chẳng hạn, thì làm sao tiền đổ xăng đâu ra, đúng không? Máy bay giao tận hàng nhà cô á? Không, máy bay nó chỉ giao đến điểm của sân bay, đến những cái địa điểm cụ thể thôi, được chưa? Nó sẽ sử dụng những cái nhiệm vụ cụ thể, ví dụ là gì, riêng cái thuật toán này nó sẽ tính toán đâu là đích, đâu là nguồn. Robot các bạn này hay là máy bay cũng như vậy, nó tính toán cái định hướng, dụ hướng của chúng ta theo con đường nào, miễn làm sao là ngắn nhất để giao hàng với thời gian là nhanh nhất. Được chưa?
Em không đi map á, em đi bằng hệ tâm linh đúng không? Tâm linh thôi. Ừ, lên cân là đi xe cân ngay à? Ừ, đây cũng là một cái ứng dụng được chưa? Để người ta làm sao tìm xem là con đường nào ngắn nhất để giao cái gói hàng của chúng ta trong thời gian là nhanh nhất, được chưa? Chứ không phải là bây giờ mình giao hàng, ok cô Huyền cô giao hàng, cô giao hết 5 phút, bây giờ cô không biết đường cô lại giao mất 10 phút, được chưa? Cô ấy tốn 5.000 tiền xăng, cô lại tốn 10.000 tiền xăng, có nghĩa là cô đi giao hàng vì đam mê rồi, cô không có lãi gì cả, làm cái gì cũng phải vì tiền đúng không? Đường này chị biết à? Ừ, nãy giờ chưa nói biết cách áp dụng đúng không? Ừ thì áp dụng thế nào, bây giờ mình sẽ xét vào cái phần chính nhá, cái bài tập này thuật toán đây, cách áp dụng các bạn nhìn rõ và nghe nhá, nghe nhiều cẩn thận nó lú. Thì hiện tại bạn hiểu là gì, các cái lý thuyết các bước ở đây nghe nó có vẻ làm sao rất là khó hiểu đúng không, toàn chữ là chữ thôi, bởi vì bản chất của tất cả những cái thuật toán này sau đó bạn sau này bạn học nâng cao hơn nó còn liên quan đến học sâu, học sâu thì nó liên quan đến deep learning rồi vân vân, rất là nhiều cái nó phức tạp liên quan đến toán, thì bạn làm quen với cái việc là những cái logic nó khó hiểu như thế này. Thì cụ thể bạn chỉ cần hiểu là gì, thuật toán Dijkstra của em giải quyết cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị vô hướng hay có hướng đều được, được chưa? Miễn là trọng số không âm. Thế nào là trọng số không âm các bạn? Rồi tí điển danh. Trọng số không âm là trọng số như thế nào? Lúc nãy cô Hằng nói phép chia rồi đúng không? Bây giờ lại nói đến phần số không âm là số nào? Dương, luôn dương. À đây sinh viên có lúc hỏi là số 0 có phải là số dương hay số âm, sinh viên cũng không biết đâu. Đó, ví dụ bây giờ chúng ta sẽ xét vào bài tập cụ thể thì các em sẽ hiểu các bước thực hiện này như thế nào. Được chưa? Đi vào một cái ví dụ cụ thể. Các em quan sát cho cô cái đường đi như thế này. Đây là con đường ngắn nhất nhá. Đây là cái việc chúng ta đang tìm đường ngắn nhất cho cái sơ đồ này. Và đây là cô dùng cái sơ đồ đơn giản nhất cho các bạn đấy. Còn sau này các bạn học nâng cao hơn hoặc ở bậc đại học và cuối ở cái seminar này sẽ có một cái bài tập về nhà. Và các bạn nào mà nếu mà học môn của cô hoặc bất kỳ ba cô này, cô Huyền hay cô Hằng mà giải được cái bài tập đó, được chưa? Chắc chắn sẽ được cộng điểm lắm. Được chưa? Có giải được hay không thôi, giải được thì sẽ được cộng điểm lắm. Đó thì nhìn vào cái biểu đồ, nhìn cái phèo sơ đồ này thì các bạn thấy là gì? Giả định trọng lượng của các cạnh, ví dụ cạnh đầu tiên là 6 này, 2 này, 5 này, 8 này, 10 này, 15 này, 6 này, 2 này, được chưa? Cô muốn đi từ đích chính là số 0 đến số 6 ở đây. Thì theo các bạn, con đường nào là con đường ngắn nhất để đi tới? Con phải biết được cách thuật toán nó đi như thế nào, cách xác định như thế nào rồi các em mới chuyển về code được, được chưa? Giống việc sắp xếp nãy của chúng ta cũng như vậy, sắp xếp là đi từ trái qua phải hay là từ phải qua trái rồi chúng ta mới biến thành code được. Tất cả những cái các em nói được bằng lời ấy thì sẽ viết được thành code, còn nếu em không phân tích được ấy thì chắc chắn em không viết code được. Thì ban đầu ấy nếu mà học sâu hơn ấy bạn hiểu là gì, tất cả cái nút nguồn ở đây, đây là những cái nút nguồn này, 0 1 2 3 4 5 6 này, được chưa? Đây là nút nguồn của các bạn. Ví dụ cô đánh dấu đây là 0 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng thực tế ban đầu nó tất cả có thể đánh dấu là số 2 này, số 1, số 3, số 4, số 5, số 6. Ở trên các tài liệu hay đánh dấu là vô cùng. Được chưa? Có thể các bạn nhìn đây là những cái nút không xác định. Được chưa? Người ta gọi là vô cùng. Ban đầu cô xác định là nút đầu tiên, là tại vị trí nút 0, các bạn quan sát này. Nút 0, được chưa? Còn các nút còn lại hay các nốt đấy, rồi các bạn sẽ học cô về nốt đấy, về gì nữa stack queue này rồi danh sách liên kết đơn rồi liên kết kép rồi vân vân, rất nhiều cái. Còn đây là của cô nói về cái nốt nói chung thôi. Bây giờ sẽ tìm, các bạn phải hiểu cái cơ chế của thằng này là gì, và nhìn ở trên này bắt đầu ở đây cô xác định là nút 0, được chưa? Đánh dấu nút này là đã truy cập được. Trong cái bài toán này các bạn phải xác định là gì, tất cả các nút của chúng ta phải được truy cập hết. Nhắc lại là truy cập hết nha, chứ không được bỏ sót. Các bạn nghĩ là con đường nào ngắn bạn đi nhưng bạn bỏ sót. Chẳng hạn có bạn hãy viết là gì, 0, 1, 3, 4, 6. À bạn ấy viết 0, 1, 3, 4, 6. Thì bây giờ câu hỏi các bạn có truy cập qua số 2 và số 5 hay không? 0, 1, 3, 4, 6 nào. Những bạn trả lời có đáp án là 0, 1, 3, 4, 6 thì có đi qua nốt số 2 và số 5 hay không? Các em có xét đến hai số đấy không? Không đi qua hai lần nha. Đã xét rồi thì chúng ta sẽ đánh dấu là đã truy cập, được chưa? Ban đầu của cô là nút 0, đánh dấu nút này đã truy cập, các bạn nhìn cô tích này, được chưa? Nút này cô đã truy cập rồi, có nghĩa là các bạn kiểm tra hình ảnh truy cập của đây là cái thằng đánh dấu màu đỏ. Bước 2 các em sẽ kiểm tra các nút liền kề đúng không? Hiện tại các em kiểm tra nút 1 và nút 2, nút nào có khoảng cách có giá trị nhỏ hơn, nút mấy nhỉ? Ừ, nút 1.
Thì có nghĩa là em sẽ chọn đường đi là theo hướng về phía bên gì? Bên dưới. Có nghĩa là số 2 của cô được kiểm tra chưa? Số 2 đã kiểm tra chưa các bạn? Rồi, ok. Có nghĩa là số 2 cô đã được kiểm tra. Các bạn nhìn quan sát này. Cô đã tích số 2, có nghĩa là đã kiểm tra nút 2 rồi nhá. Ra số 2 rồi. Và cô chọn số 1 bởi vì đây là khoảng cách ngắn hơn. Được chưa? Thì từ nút 0 đến nút 1 có giá trị là bằng 2. Đó, các bạn cứ cộng khoảng cách thôi. Cái này không liên quan đến giỏi quá nhiều toán, chỉ có thực nghiệm phép cộng thôi. Còn câu hỏi sinh viên là 9, 3 trừ đi trừ 9 là bằng 14. Thì những sinh viên đấy thì hơi khó, đúng không? Còn đây là chỉ cộng các số dương cơ bản thôi. Các bạn kiểm tra nốt 1 đây, nốt liền kề của chúng ta. Thì hiện tại bạn sẽ đi kiểm tra nốt mấy? Ừ, nốt này đã check. Bây giờ kiểm tra nốt mấy nhỉ? Sau đó em di chuyển về phía trước hay là lùi lại phía sau để đi tìm tiếp? Ở nốt 3, cứ di chuyển về phía trước, được chưa? Kem di chuyển về phía trước và kiểm tra cái gì? Nút liền kề chính là nút số 3 này của cô này, được chưa? Thì bây giờ kem sẽ đánh dấu cái gì? Số 3 của cô đã được truy cập, được chưa? Đánh dấu đỏ này đã được truy cập rồi. Đây cô tích đây, số 3, được chưa? Và có giá trị là mấy? Kem cộng là mấy? Đây cô quay trở lại đây, kem cộng đây là mấy? Cộng là mấy nhỉ? Ừ, 7, được chưa? Nút 3 của em cộng là gì đây? 2 cộng với 5 là bằng mấy? Bằng 7. Nghe cái bài toán đơn giản này nhá, nhưng mà tí nữa sẽ có một cái bài toán phức tạp là các bạn tính và các bạn rất là rối. Nhớ là cái nào các bạn đã truy cập rồi các bạn đánh dấu vào, đánh dấu như góc bên phải của đánh dấu này. Được chưa? Để không các bạn không bị rối và các bạn không bị quay trở lại nữa. Bởi vì có bạn đến nút số 3 này. Các bạn đang nghĩ là gì? Thế bây giờ đến nút số 3 này các em có cần phải kiểm tra nút số 2 không? Theo các bạn nào? Đến nút số 3 sẽ có cần kiểm tra nút số 2 không? Không, để cho ở lại flex về cái toán rời rạc ở trong đầu đúng không? Nhưng mà thực ra bây giờ chỉ có kiểm tra thôi mà. Cái thằng nào kiểm tra rồi thì mình thôi, được chưa? Một lần nữa các em làm sao? Lựa chọn, bây giờ cô lại lựa chọn hai thằng số 2 cô kiểm tra rồi. Cô sẽ lựa chọn số 4 hay số 5 để cô kiểm tra. Không liên quan toán rời rạc hiện tại nha. Các bạn có thể học toán rời rạc. Bây giờ cô chỉ hiểu so sánh số nào lớn và số nào bé thôi. Các em chỉ cần hiểu đơn giản như vậy, được chưa? Chưa cần các bạn phải học đến mức cao siêu là toán rời rạc. Chỉ cần biết là số nào lớn, số nào bé cộng lại. Mức nút 4 đúng không? Kiểm tra hai nút chính là nút 4 và nút 5. Thì giờ nút nào của chúng ta có giá trị nhỏ hơn? Giờ từ 3 đến 4 là giá trị là 10. Từ 3 đến 5 là giá trị là 15 đúng không? Ok, chọn nút 4. Được chưa? Chứ giờ nút 4 của cô bây giờ có giá trị là mấy các bạn? Mấy? 2 này, cộng 5 này, cộng 10 này, đúng rồi, 17, chính xác. Được chưa? Nút này của cô có giá trị là 17. Bây giờ lại di chuyển tiếp. Chọn số 4 rồi, thì số 5 đã truy cập chưa? Trả lời nhanh nữa nào, số 5 đã truy cập chưa? Rồi, ok, số 5 của bạn đã truy cập rồi, bây giờ cô xét tiếp này. Rồi, bây giờ số 5 truy cập rồi, đến số mấy? Bước lần nữa, lại di chuyển về phía trước. Đợt ở phía trước mình không đi lùi nha, mình đi di chuyển về phía trước và kiểm tra nút liệt kê có mỗi nút số 6 thôi. Được chưa? Thì bây giờ từ nút 1 này, nút 0 này, nút 1, nút 3, nút 4, nút 6. Được chưa? Cộng lại là gì? 2 cộng 5 cộng 10 cộng 12. Đúng rồi, bằng 19. Thì kết luận ở đây, đây chính là khoảng cách ngắn nhất mà các bạn có thể tìm được. Được chưa? Đấy là khoảng cách ngắn nhất giữa các nốt của các bạn đấy. Thì tất cả các nốt này cô đã được gì đây rồi? Được truy cập rồi và cô đã đánh dấu rồi và cộng khoảng cách chính xác và cái cuối cùng là 19. Có một số bạn đã làm sao đã trả lời đúng ở ngay đoạn đầu đấy, nhưng thường các bạn trả lời đúng bởi vì các bạn cứ nhìn xem là con số nào bé thì các em chọn đúng không, thì các bạn sẽ rất là hay bỏ sót một số trường hợp là các cái nốt mà chúng ta không truy cập đến, được chưa? Các bạn cái nào truy cập rồi thì bạn gạch bỏ nó đi, nếu bạn nào có nhát có giấy ở đây thì các em gạch bỏ nó đi, gạch bỏ trực tiếp. Còn cô không có giấy bút đây thì cô làm sao đánh màu đây để cho các bạn hiểu, được chưa? Rồi bây giờ tiếp. Đây là cái bài tập các bạn có thể cáp màn hình lại, được chưa? Về nhà làm cái bài tập này nó phức tạp hơn. Đây, từ U cho đến W cho cô chẳng hạn. Tìm từ đỉnh U đến đỉnh này. Cô mặc định cho bạn đây đến đỉnh W, được chưa? Thì con đường nào là con đường ngắn nhất mà các bạn sẽ đi? Nó đi qua R, đi qua I, hay là đi qua T, hay đi qua S, hay đi qua Z, hay đi qua X? Được chưa? Đúng rồi, khi chọn con đường ngắn nhất thì tổng cái quãng đường các bạn đã mặc định ở đây của chúng ta là sẽ ngắn hơn. Được chưa? Giống như cái sơ đồ, cái map lúc nãy cô cho các bạn kẻ cái phần km vào đấy. Thì đây chính là cái khoảng cách của bạn có thể là gì? Quy định ở đây sẵn chẳng hạn. Lấy thước kẻ đo.
Đó. Bây giờ các bạn nhìn thấy cái đường này, cô số 4 với số 2 này, đường chéo này của tại sao nó lại nhỏ hơn cả số 4? Đây là cái các em quy định được chưa? Để các em vẽ để dễ nhìn. Còn bây giờ nói về hình học không gian thì các bạn lại còn rối nữa mà. Không hiểu đâu. Thì tốt nhất là quy định mặc định như vậy thôi. Các bạn tính các cái độ dài các cạnh này xem đường đi nào ngắn nhất để đi từ U cho đến W. Đây là dành cho những cái chú ong chăm chỉ nhá. Được chưa? Làm xong vào buổi sau nếu mà lớp cô có thể phản hồi cho cô đây. Được chưa? Ai trả lời được thì phản hồi cho cô vào. Thì cô sẽ cho điểm. Đừng chết cái nhóm cậu đúng vào nhá, được chưa? 1 cộng 1 nhân 2, sinh viên này bảo bằng 4 đấy. 1 cộng 1 nhân 2. Đường hàng không lại có tính cách khác em. Cô lại hỏi, ví dụ có những bạn đặt vé máy bay người ta tính bằng gì? Có phải tính km không hay tính bằng dặm hay tính bằng khoảng cách nào, được chưa? Không cần xét, các bạn xét cho cô tất cả các đỉnh nhá, đến tất cả các đỉnh còn lại, nhưng đường nào là đường ngắn nhất đi đến đường nào, được chưa? Đây là câu hỏi để cho các chú ong chăm chỉ về nhà làm. Từ từ, chưa đúng đâu, có thể là bạn nhìn à số 4 này, đến số mấy, được chưa, hay đến khoảng cách nào về nhà làm nhá. Thế bây giờ câu hỏi ở cuối phần chương trình này. Dừng một chút nào. Các bạn sẽ xem cái video này và nói cho cô cái thuật toán nào đó áp dụng ở trong video này, được chưa? Xem nhanh thôi. Các bạn comment, bạn nào comment nhanh nhất? Em kiếm giáo trình nhé. Nhìn nhá. Có mấy phút thôi. Nổi bọt đã à? Tìm kiếm hay là search hay thuật toán gì, nhìn kỹ đấy, mấy chú này đi đâu, bạn nhảy múa. Đây là thuật toán của nước ngoài đấy, họ áp dụng để cho sinh viên có thể hiểu đấy. Nhìn đánh số kìa, đang làm gì kia đấy, hai người đang múa và làm gì đấy, sửng sốt à, bóc bộ sốt. Đổi bọt chắc luôn à. Đang squat. Nhìn nhá. Hai bạn đầu sau hai bạn tiếp theo đúng không? Cô chỉ tua đến múa lần một thôi nha. Lần hai này cũng không tua nữa. Cô chỉ dừng ở lần một thôi. Đó. Select nhỉ? À, vẫn có bạn select này. Nên từ đầu giờ vẫn có bạn, nhiều bạn select này. Rồi, thêm một lượt nha. Đến bạn, đến cô gái cuối cùng này cô sẽ dừng, được chưa? À, mạng của cô hơi kém. Rồi, dừng. Thế đây là thuật toán gì các bạn? Hiện tại tất cả những cái vũ công đấy so sánh đi nào. Ở chuẩn bị quay video nha. Lên kịch bản quay video. À, bong bóng á. Giật giật. Thế cụ thể phải nêu rõ cho cô, nãy cô Huyền cô nói về gì? Sắp xếp cả tăng cả giảm hay là sắp xếp cạnh nhau à? Cạnh nhau là gì? Cạnh nhau chính là thuật toán gì? Sắp xếp liền kề đúng không? Ừ đúng rồi, so sánh hai thằng liền kề. Thế có phải là selection sort không Tú? Cô thấy Tú comment nhanh lắm. Sử dụng là gì? Selection sort đấy. Selection sort thì nó phải chạy, nó nhảy múa, nó chạy hết, nó tìm ra cái gì? Thuật toán trân châu à? Có vừa đen vừa trắng đúng không? Trân châu. Nó không có trân châu đâu. Thì rất nhiều bạn là trả lời đúng. Ở trên này cô thấy rất nhiều bạn trả lời đúng này, nhưng vẫn có một số bạn trả lời sai. Đây không phải quick sort, được chưa? Đây là bubble sort, chính là thuật toán nổi bọt. Cụ thể đây, các bạn nhìn lúc nãy là sắp xếp theo chiều tăng hay chiều giảm. Nãy cô Huyền có nói thể gì? Có thể nổi theo chiều tăng hay chiều giảm đúng không? À, bubble là trân châu à? Ừ, quên đấy, uống trân châu nhiều giờ quên. Mai cô nhảy như này dạy học sinh đi á. Ừ, để cô sẽ chọn mấy bạn như Phương Anh nhá. Cả nam cả nữ được chưa? Mình cô thì không thể tạo nên được một cái video như này rồi. Phải có sự kết hợp giữa các em, được chưa? Đó thì đây chính là thuật toán sắp xếp nổi bọt.
Còn video gốc thì ai có nhu cầu thì tí nữa sau cuối cái buổi workshop ngày hôm nay thì các thầy cô sẽ gửi đính kèm vào, được chưa? Thì hiện tại chắc là nhờ cô Huyền gửi cho một cái link điểm danh cho các bạn nhỉ? Recording stopped. Thì Điểm danh đã nào? cô Đúng. gửi cho các bạn cái link điểm danh nhé. Cô sẽ để cho các bạn khoảng 2 phút đi. Các bạn làm cho cô link điểm danh. Xong rồi chúng ta tâm sự một tí nhá. Cô gửi lại link điểm danh ạ. Nhớ là viết đúng, check điểm danh đúng nha. Đây là link điểm danh ạ. Hết gà rồi lại đến trân châu đúng không? Sinh viên nào cũng điểm danh, cứ điểm danh vào. Sao tôi lại đạp vô đây đúng không? Nhớ là khi các bạn xem ở trên mạng ấy, các em nên lựa chọn những cái gì, những cái tài nguyên gì mà nó phải chính xác để xem, được chưa? Có những cái là gì, các bạn chép chép code về selection sort hay bubble sort hay là gì, line sort hay là gì, binary sort đúng không? Không phân biệt đâu một thằng nào, bởi vì các bạn cứ chép ở trên mạng thôi. Đến khi thầy cô hỏi, khi đi thi vấn đáp hỏi, các bạn đều không trả lời được, bởi vì các bạn chép ở trên YouTube. Và cô nói trước là gì, trên YouTube không phải cái gì cũng chính xác, các bạn phải lựa chọn nguồn chính xác để xem và tham khảo, được chưa? Có giờ điểm danh cuối giờ nào, Em lên cứ điểm lớp danh đi nhá, em có thể điểm danh nhá. Thì link vừa rồi thì cô gửi cho các bạn link điểm danh. Thì ngoài ra trong lúc các bạn chờ các bạn, chắc là sẽ chờ các bạn khoảng 1-2 phút nữa thì để cho các bạn điểm danh đúng không ạ? Thì khoảng 2 phút nữa đi, 1 hoặc 2 phút nữa thì cô sẽ khóa link điểm danh nhá. Thì Hiếu à. Thì ngoài ra thì đây cũng nói một chút thì sang tuần tới đặc biệt là dành cho những bạn đang Java 3 và Java 4 đấy ạ. Java 3 thì đang chuẩn bị đến GDBC và đến lớp cũng đang đến GDBC ạ. Thì còn Java 4 đang sang bắt đầu sang phần Hibernate ạ. Thì sang tuần sau sẽ có một buổi chia sẻ Mai K3 rồi 2K rồi lớp 11 ạ. Thì sẽ có một buổi chia sẻ cho các bạn về cái phân biệt giữa GDBC, Hibernate và GPA, nó sẽ theo các bạn từ môn Java 3, Java 4 đến Java 6 ạ. Các bạn có thể đăng ký cái sự kiện này nhá. Và đương nhiên rồi, cô nói rồi thì đương nhiên ạ, cái này chúng ta sẽ cùng nhau trong buổi hôm đấy thì các bạn sẽ cùng nhau xem cái bản chất của Java 3, cái GDBC dùng để làm gì, có những cách nào để kết nối với cơ sở dữ liệu và nó xử lý như thế nào nhá. Thì buổi hôm sau nó sẽ có sự tham gia của thầy Tiến, thầy Nguyên và chúng ta lại gặp thứ năm tuần sau ạ. Đây, cô sẽ gửi trước cho các bạn cái link đăng ký. Lớp tôi thì đương nhiên rồi, cô sẽ lên trên lớp tâm sự sau. Còn ngoài ra, link vừa rồi, link đầu tiên là link điểm danh. Điểm danh còn tiếp thì sang tuần sau sẽ có một buổi seminar. Không có thể em thì em ghi ở phần khác nhá. Gửi cho các ngoài ra thì sang tuần sau sẽ có một buổi seminar về đặc biệt dành cho tất cả những bạn đang học Java 3, cái mà các bạn sẽ thi final luôn đấy ạ, dành cho Java 3 đấy ạ, kể cả Java 4 luôn đấy ạ. Liên quan đến hai phần các bạn có thể quan tâm, đó là GDBC và Hibernate, còn phần GPA nó sẽ chính là cái phần các bạn sẽ học lên môn sau này, đó là môn Java 5 nhá. Thì đây, cô sẽ gửi cho các bạn cái link đăng ký và sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7, tức là thứ năm của tuần sau. Thấy chưa? Thì trong khoảng chắc là đầu tuần sau thì các bạn sẽ được nghe về truyền thông của sự kiện này. Thì nhân tiện đây, cô sẽ gửi trước cho các bạn cái link đăng ký trước. Đây ạ. Chào Hiệu, lâu rồi không được gặp Hiệu. Hiệu đừng nói thế, Hiệu quay lại học Java 3 với cô nhé. Java 6 lại không được gặp Hiệu nên cô hơi buồn. Hay để tí nữa cô bảo bạn Thắng nhá. Cái phần như phần vừa rồi cô Ngân nói, các bạn thấy không ạ? Thì thực ra nó, các bạn có thể không để ý, thậm chí kể cả những cái mà hôm nay tôi tin rằng là trước buổi hôm nay sẽ có rất 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 nhiều người còn chưa phân biệt được bubble sort với cả selection sort chắc chắn luôn, và hy vọng rằng trong sau buổi ngày hôm nay ít nhất là các bạn cũng đã phân biệt dần về các thuật toán nhá. Thấy chưa? Thì đây.
Không, cái này cái cô Ngân nói mới là cái thực sự là sẽ áp dụng rất nhiều trong bạn nào mà làm theo chân cô Ngân đấy ạ nhá. Giang à, mai Giang nhớ lên nhá. Đấy chưa? Thì thôi, chắc là buổi ngày hôm nay của chúng ta chỉ đến đây thôi nhỉ. Các thầy cô nhỉ. Em chào các thầy cô ạ. Xin Chào chào các các bạn. cô chú các bạn. Bye bye, cảm ơn các bạn.